Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 1851, vẫn còn những người tu tiên khác. Vợ y y, cuối cùng nàng cũng thấy ở đây nhàm chán rồi sao? Hạ Thiên theo sau Y Tiểu Âm, lại ôm nàng, vậy chúng ta quay về khách sạn đi. Muốn về thì ngươi về đi. Y Tiểu Âm hơi khó chịu, nàng vùng vẫy có thoát khỏi vòng tay của Hạ Thiên, nhưng rõ ràng nàng không thành công, mà nàng cũng không vùng vẫy nữa, ta hỏi ngươi, Mã Uy kia thực sự đã thôi miên cô bé tên Nana sao? Vợ y y, không phải tên ngốc đó đã tự mình thừa nhận rồi sao? Hạ Thiên cười hì hì. Đừng xem ta là đồ ngốc, vừa rồi khi ngươi thi châm cho cô bé kia, ta phát hiện tình huống không ổn, không đơn giản như thôi miên thông thường. Y Tiểu Âm lườm Hạ Thiên, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Vợ y y, nàng đột nhiên trở nên thông minh lại rồi đấy. Hạ Thiên cười hì hì, thật ra rất đơn giản, thuật thôi miên của tên đần kia học được trên mạng chắc chắn là giả mạo, hoàn toàn không thể thôi miên được người khác, tuy nhiên khi hắn thôi miên tiểu nha đầu đó, đã có một người khác thôi miên tiểu nha đầu, nên tên ngu đó cứ nghĩ rằng mình đã thôi miên thành công. Vậy tại sao ngươi lại muốn người khác nghĩ là Mã Uy làm? Y Tiểu Âm hơi cau mày. Vợ y y, vì tên ngu ngốc thực sự thôi miên tiểu nữ hài kia đã dùng thủ đoạn quái gở. Hạ Thiên không giấu Y Tiểu Âm, tên kém thông minh để lại một ít chân khí trong cơ thể tiểu nữ hài đó, mà chút chân khí kia đã gây ra một loại hiệu ứng thôi miên, vừa rồi ta chính là hút ra chút chân khí đó, nếu không thì đã không bị vợ y y nàng phát hiện ra điểm bất thường rồi. Hóa ra có loại thôi miên này à? Y Tiểu Âm không tài nào hiểu được. Vợ y y, thực ra nó tương tự như việc ta dùng ngân châm thôi miên, và lại những thứ như chân khí thôi miên, ta cũng làm được, nhưng ngân châm đơn giản hơn và an toàn hơn. Hạ Thiên thuận miệng nói, vấn đề duy nhất là, trên thế giới này có rất ít người có chân khí, có vẻ như ngoài chúng ta, thực sự có những người khác cũng đã từng tu luyện chân khí. Ý ngươi là, thực sự còn những người tu tiên khác. Sắc mặt của Y Tiểu Âm hơi thay đổi. Không nhất thiết phải là người tu tiên, có thể tu luyện một chút chân khí không có nghĩa đã là người tu tiên. Hạ Thiên thuận miệng nói, tóm lại, vợ y y, cứ để cho tên đó nghĩ ta không phát hiện, sau một thời gian có lẽ chúng ta sẽ biết kẻ đã thực sự thôi miên tiểu nha đầu là ai. Ngừng một lúc, Hạ Thiên lại lẩm bẩm, à, trước tiên ta sẽ nhờ bé ngoan điều tra về tiểu nha đầu kia cho ta, sao lại có người muốn thôi miên một tiểu nha đầu xấu xí như vậy chứ? Hạ Thiên lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gửi tin nhắn cho bé ngoan, mà nhân cơ hội này, Y Tiểu Âm vội vàng thoát khỏi vòng tay của Hạ Thiên, tuy nhiên, tình cảnh vừa rồi nàng được Hạ Thiên ôm nói chuyện đã lọt vào mắt người khác, bây giờ, cơ bản mọi người đều tin Hạ Thiên chính là chồng của Y Tiểu Âm. Ta xin lỗi, vừa rồi xảy ra nhiều chuyện, không chiêu đãi được cho mọi người, giờ mời mọi người cứ thoải mái vui vẻ. Hiện tại, giọng nói của Hứa Như truyền vào tai mọi người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khi mọi người quay đầu lại nhìn thì phát hiện Hứa Như đã xuất hiện trở lại trong tầm mắt của mọi người, mà bây giờ còn có một nam nhân khác đi với nàng, không ai khác mà chính là Tô Tiểu Sán. Về phần Mã Uy và Lâm Hạo, hiện tại bọn họ đã biến mất, đúng, chính là Tô Tiểu Sán bảo người mang bọn họ đi, còn Tô Tiểu Sán mang bọn họ đi đâu thì không ai quan tâm. Những người có thể tới đây tham gia bữa tiệc này đương nhiên biết thân phận của Tô Tiểu Sán là gì. Hiện tại mọi người căn bản chắc chắn Tô Đại Thiếu Gia đã thật sự là ôm được mỹ nhân về. Anh rể, ta nghe nói trước đây Y Tiểu Âm không có quan hệ tốt với ngươi, sao bây giờ có vẻ như quan hệ của hai người khá tốt vậy? Hàm Hàm tương đối nhiều chuyện, lại chạy đến chỗ Hạ Thiên hỏi. Hàm Hàm, ngươi thật kém thông minh, ngươi chưa từng nghe vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường sao? Hạ Thiên nghiêm túc nói. Y Tiểu Âm đang bị nhiều người vây quanh. Quay đầu lại trừng mắt nhìn Hạ Thiên, hiển nhiên là nàng đã nghe thấy những lời kia. Ồ, Hàm Hàm trông như đã rõ, sau đó đưa ra kết luận, anh rể, ngươi là đồ lưu manh. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Hàm Hàm, muốn đánh nàng một cái, ghét nhất là kiểu nữ hài tử dáng người xấu còn nói mình là lưu manh, muốn không đứng đắn một chút để trả thù cũng không được. Anh rể, ta vào trong chơi trước, Hàm Hàm dường như phát hiện ra điều gì đó không ổn, hiện tại đã tự giác bỏ chạy. Là một thiếu nữ xinh đẹp, Hàm Hàm thực sự rất được hoan nghênh, ngay lập tức có một nhóm nam nữ vây quanh nàng. Toàn cảnh bữa tiệc hiện tại trở nên rất sôi động, có người uống rượu, có người nhảy múa, có người trò chuyện, mà với tư cách là nữ chủ nhân ở đây, lúc này Hứa Như đến gặp Hạ Thiên. Hạ thần y, không biết nên cảm ơn anh như thế nào, vẻ mặt Hứa Như rất cảm kích. Ồ, đừng cảm ơn ta, dù sao ta cũng không đến đây giúp ngươi.
Hạ Thiên thuận miệng nói. Ừm, vậy, Hạ Thiên, cảm ơn ngươi đã giúp đỡ. Tô Tiểu Sán ở bên cạnh vội vàng nói. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta, không phải bối nha đầu nhờ ta giúp, ta cũng lười đến đây. Hạ Thiên vẫn rất thản nhiên. Chương 1852. Không có gì đẹp cả. Vậy, Hạ Thần Y, dù thế nào đi nữa, ta cũng rất cảm tạ anh, nếu anh có việc gì cần ta làm, ta sẽ cố gắng hết sức. Hứa Như lại nói. Vậy, Hạ Thiên, thực ra Hứa Như là một họa sĩ rất nổi tiếng, nàng ấy vẽ tranh về cơ thể người rất giỏi, Tô Tiểu Sán cũng ở bên cạnh nói. Này, khoan đã, bức tranh cơ thể ngươi vẽ có mặc quần áo hay không? Hạ Thiên chợt nhớ ra một vấn đề. Thực ra là có, nhưng không mặc quần áo thì nhiều hơn. Hứa Như giật mình, sau đó trả lời thành thật. Ồ, vậy ngươi vẽ ngoại hình của một người thật, hay cố tình vẽ cơ thể người nào đó? Hạ Thiên lại hỏi, rõ ràng hiện giờ hắn đang nghĩ đến tranh vẽ chân dung của Thạch Thuần. Cha, bức tranh chân dung của Thạch Thuần thực sự rất đẹp, nhưng không may, dáng người của Thạch Thuần lại không đẹp cho lắm. Chuyện đó, Hứa Như ngẩn ngơ, thật ra có người bảo ta vẽ không cần thật như vậy, nhưng ta có thể có tiếng tăm như bây giờ, không có hàng giả cũng là một trong những lý do cơ bản. Ồ, ta tưởng các ngươi thích vẽ đồ giả. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, mà này, bây giờ ta chán quá, người có tranh nào xem không? Thứ đó tất nhiên có, Hạ Thần Y, người đi theo ta. Hứa Như nói ngay. Dưới sự dẫn đầu của Hứa Như, Hạ Thiên đã đến lầu 3 của biệt thự, mà đây là xưởng vẽ của Hứa Như. Trong phòng vẽ có rất nhiều chân dung cơ thể người, như Hứa Như đã nói trước đó, hầu hết đều không có quần áo, và lại đa số là phụ nữ. Bức đó không đẹp, bức này cũng không đẹp, dáng người kia quá tệ, dáng người đấy khá ổn, nhìn xấu quá đi mất, Hạ Thiên nhanh chóng đưa ra đánh giá về bức chân dung ở đây, cuối cùng quay lại nhìn Hứa Như có phần khó hiểu, sao ngươi chuyên môn vẽ những nữ nhân xấu xí vậy. Chuyện kia, Hứa Như cảm thấy không nói nên lời, à, Hạ Thần Y. Thực ra hầu hết những người này đều khá nổi tiếng, có người là minh tinh, có người là người mẫu, còn có người là vận động viên, có thể họ không phù hợp với thẩm mỹ của anh. Ngừng một chút, Hứa Như lại nói, ngoài ra, vì là chân dung cơ thể người nên mọi người ở đây đều tự nguyện nhờ ta vẽ, có người còn đẹp hơn nhưng chưa chắc đã sẵn lòng để ta vẽ chân dung kiểu này. Ồ, phải nhỉ, ta chắc chắn sẽ không để vợ ta sẽ chân dung kiểu đó. Hạ Thiên thuận miệng nói, không có gì đẹp cả. Ta sẽ xuống chơi với vợ y y. Hạ Thiên nói xong liền quay người đi xuống lầu, để lại Hứa Như ngẩn người. Hứa Như, đừng bận tâm, Hạ Thiên là như vậy đó. Tô Tiểu Sán đương nhiên cũng ở đó, hiện tại bắt đầu an ủi Hứa Như, không phải những người ngươi vẽ không được ưa nhìn, chỉ là ánh mắt của Hạ Thiên quả thật quá cao, hắn có câu nói nổi tiếng là người không phải vợ hắn thì đều là người xấu. Ý của ngươi là, theo ý kiến của hắn, những người không đẹp như Y Tiểu Âm đều gọi là người xấu. Hứa Như giờ khóc giờ cười. Ừ, chính là ý đó đấy. Tô Tiểu Sán không giải thích Hạ Thiên còn có nhiều vợ. Cha, Hạ Thần Y này đúng là có tầm nhìn rất cao. Hứa Như không khỏi lắc đầu, nhưng cũng không có gì lạ. Có được một đại mỹ nhân như Y Tiên thì tầm nhìn cao một chút cũng là chuyện bình thường. Ngừng một chút, Hứa Như lại không nhịn được mà hỏi, Tiểu Sán, sao ngươi quen được hắn thế? Ta quen biết hắn nhiều năm rồi, năm đó hắn đã cứu ta mấy lần, nếu không nhờ có hắn, hiện tại ta là một phế nhân. Biểu hiện của Tô Tiểu Sán trở nên nghiêm túc hơn một chút, Hứa Như, hắn đã nhiều năm không ra xuất hiện, nên ngươi cũng chưa từng nghe nói qua, nhưng Hạ Thiên là một người cường đại hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều, cho nên dù thế nào, ngươi cũng đừng bao giờ đắc tội với hắn. Hắn không phải là bạn của ngươi sao? Hứa Như ngẩn ngơ. Hứa Như, ta không đủ tư cách làm bạn với hắn. Tô Tiểu Sán lắc đầu, và lại, thực ra hắn cũng không có bạn bè, hắn vừa nói hắn đến đây chỉ vì bối bối bảo hắn đến. Bối bối, em gái của ngươi, Tô bối bối sao? Hứa Như có chút tò mò, hắn quen rất thân với em gái của ngươi sao? Họ còn hơn cả quen thân, Tô Tiểu Sán có chút bất lực, không có gì ngạc nhiên, Hạ Thiên sắp thành em rể của ta rồi, em gái cưng của ta bây giờ sinh đến không tưởng nổi, đã hơn 10 năm cãi nhau ầm ĩ với hắn. Bây giờ ước chừng không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Gì cơ, Hứa Như băn khoăn một lúc, nhưng Hạ Thần Y không phải đã ở bên Y Tiên tiểu thư. Hứa Như, những chuyện về Hạ Thiên một lời khó nói hết, ta cũng không biết quá nhiều chuyện, tóm lại, Y Tiểu Âm không phải là người duy nhất bên cạnh hắn. Tô Tiểu Sán lắc đầu, chi tiết cụ thể ngươi đừng hỏi quá nhiều, chỉ cần biết đại khái là được. Được thôi, vậy, khoan đã, không đúng,
ngươi nói ngươi quen hắn hơn 10 năm rồi, nhưng trông hắn bây giờ mới 20 tuổi mà. Hứa Như lại nhớ ra một chuyện khác. Chương 1853, vấn đề của Hứa Như. Này, Hạ Thiên đã 32 tuổi rồi, 12 năm trước, thành phố Giang Hải gần như không ai không biết đến hắn. Tô Tiểu Sán lắc đầu, thật ra bây giờ, ở thành phố Giang Hải rất nhiều người vẫn biết hắn, chẳng qua, Hứa Như ngươi từ nơi khác tới, cho nên chưa từng nghe qua, nhưng ngươi chỉ cần hỏi thăm sơ sơ một chút, chắc cũng có thể nghe ngóng được. Hơi chần chừ một chút, Tô Tiểu Sán lại nói thêm, Hứa Như, nghĩ kỹ thì ta vẫn nên nói cho ngươi nhiều hơn một chút đi, ta thật sự sợ ngươi không cẩn thận đắc tội hắn, Hạ Thiên kia, trông thì có vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng thật ra, khá khó giao tiếp. Tiểu Sán, nếu ngươi biết gì đó thì nói cho ta đi, ta thật sự có chút tò mò. Trong giọng nói của Hứa Như có chút nũng nịu. Ta nói cho ngươi vài cái tên, cũng chỉ ở thành phố Giang Hải này thôi, Diệp Mộng Oánh, Lãnh Băng Băng, Liễu Vân Mạn, ngươi chắc đều đã nghe nói qua. Tô Tiểu Sán thấp giọng nói. Tổng tài Diệp Mộng Oánh của tập đoàn Thần Y, cái vị giàu nhất đó sao? Lãnh Băng Băng, hoa khôi cảnh sát không già đó sao? Liễu Vân Mạn, người sáng lập Viện Nhi phải không? Hứa Như mở to mắt, ngươi không phải sẽ nói rằng các nàng đều có quan hệ gì đó với Hạ Thiên chứ? Quan hệ của các nàng với Hạ Thiên, cũng giống mối quan hệ của Y Tiểu Âm với Hạ Thiên. Tô Tiểu Sán cho Hứa Như một câu trả lời khẳng định, tin rằng bây giờ ngươi cũng biết tại sao ánh mắt của Hạ Thiên cao rồi chứ? Hứa Như nhất thời ngẩn người, hiển nhiên, thông tin đó đối với nàng mà nói, thật sự quá mức tưởng tượng. Chuyện kia, Tiểu Sán, đây là sự thật sao? Một lúc lâu sau, Hứa Như mới bình tĩnh lại, nàng rõ ràng vẫn có chút khó tin. Hứa Như, thật ra, mấy người ta nói với ngươi chỉ là một bộ phận rất nhỏ bên cạnh Hạ Thiên. Tô Tiểu Sán có chút bất đắc dĩ, giống như lúc trước ta nói với ngươi, thân phận và lai lịch thật sự của Hạ Thiên, với sức tưởng tượng của ta và ngươi cũng không thể tưởng tượng ra được đâu, chẳng qua chúng ta cũng không cần phải nghĩ quá nhiều, tuy hắn không dễ giao tiếp, nhưng thật ra cũng không khó ở chung như vậy, chỉ cần đừng trêu chọc hắn và mấy cô vợ đó của hắn là được. Ngừng một chút, Tô Tiểu Sán lại nói tuy ta cũng không rõ hắn rốt cuộc có bao nhiêu người vợ, nhưng ta biết một chuyện chính là mấy người trông xinh đẹp đến mức dị thường kia chắn chắc đều có quan hệ với Hạ Thiên. Tiểu Sán, ngược lại ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là một họa sĩ, không có khả năng đắc tội với hắn đâu. Hứa Như lắc đầu. Hứa Như, ta biết ngươi là họa sĩ, nhưng thật ra, ngươi bây giờ cũng rất dễ gặp rắc rối, mấy bức tranh kia của ngươi. Tô Tiểu Sán thở dài, có một số chuyện, mọi người đều sẽ không nói ra. Nhưng mọi người đều biết rõ, ta biết ngươi vẽ rất đẹp, nhưng cả ngươi và ta đều hiểu, tranh của ngươi sở dĩ rất có giá không chỉ đơn giản là ngươi vẽ đẹp. Tiểu Sán, ta biết ý của ngươi, nhưng bây giờ ta đã đâm lao thì phải theo lao, ta cũng không thể không vẽ. Hứa Như thở dài, bản thân ta chỉ có hứng thú đối với chân dung cơ thể người, nhưng ta thật sự không ngờ, bọn hắn sẽ lấy ra để sử dụng cho mục đích khác, điều duy nhất ta có thể làm bây giờ chỉ là không ngừng tăng giá. Như vậy, sẽ không ai có thể tùy tiện đến tìm ta vẽ nữa. Hứa Như, thật ra ngươi phải biết rằng sẽ luôn có người có ý đồ xấu. Hiện tại, ta nói với ngươi những chuyện đấy chỉ hy vọng ngươi hiểu rằng bất kể ngươi gặp phải phiền phức gì đi nữa nhất định cũng phải nói với ta. Tuy nhà họ Tô chúng ta mấy năm này rất rối loạn, nhưng chúng ta vẫn có chút thực lực. Ngoài ra, ta cũng nói thật với ngươi, nếu ta không giải quyết được, ta sẽ đi tìm Hạ Thiên nhờ giúp đỡ. Tô Tiểu Sán nhìn Hứa Như, vẻ mặt rất nghiêm túc, tin ta đi. Trên thế giới này, không có chuyện gì mà Hạ Thiên không giải quyết được. Tiểu Sán, ta hiểu rồi, có chuyện gì, ta sẽ nói với ngươi. Hứa Như gật đầu, nàng đương nhiên biết thực lực của nhà họ Tô, mà đối với chuyện của Hạ Thiên, tuy nàng biết rất ít, nhưng Tô Tiểu Sán tôn sùng Hạ Thiên như vậy, nàng vẫn cảm thấy Hạ Thiên quả thật bất phàm. Trên thực tế, từ lúc Hạ Thiên liếc mắt một cái đã biết rõ nàng không mặc gì, nàng đã cảm thấy hắn không phải là người bình thường rồi. Được rồi. Hứa Như, chúng ta đi xuống đi. Tô Tiểu Sán nhẹ nhàng ôm eo Hứa Như. Tiểu Sán, người đi xuống trước giúp ta chào hỏi các vị khách một chút, ta đi xem Nana. Hiện giờ, Hứa Như tỏ ra khá dịu dàng ngoan ngoãn. Tô Tiểu Sán gật đầu, hắn rất nhanh đi xuống tầng hầm, sau đó đã phát hiện Hạ Thiên lại ngồi ngẩn người một mình trong góc. Hạ Thiên, ngươi làm gì vậy? Tô Tiểu Sán có chút ngạc nhiên, không có ai đi theo ngươi à? Vợ y nhà ta bây giờ không nghe lời nữa rồi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Nhắc mới nhớ, Hạ Thiên, Mộng Oánh các nàng đều đi đâu rồi? Tô Tiểu Sán cuối cùng cũng không nhịn được hỏi chuyện đó.
Các nàng à, xa nhà đi du lịch rồi. Hạ Thiên thuận miệng trả lời một câu, bố nhà đầu cũng chạy rồi, cũng không quay lại chơi với ta, thật là quá đáng. Tô Tiểu Sán phát hiện không thể tiếp lời được nữa, chỉ đành không nói gì. Chương 1854, các ngươi lấy nhau đi. À, ngươi nói xem bây giờ ta đánh ngươi một trận, bố nhà đầu có thể quay lại tìm ta tính sổ hay không? Hạ Thiên nhìn Tô Tiểu Sán, rất nghiêm túc hỏi. Này, chuyện đấy, Hạ Thiên, đừng, ta nói cho ngươi, nếu bối bối tức giận lên cũng rất đáng sợ đó. Tô Tiểu Sán bị dọa nhảy dựng lên, hắn biết Hạ Thiên thật sự có thể làm ra loại chuyện như thế. Cũng phải, nếu ta đánh ngươi một trận, bố nhà đầu rất có thể sẽ tức giận, như vậy sẽ càng không nghe lời nữa. Hạ Thiên từ bỏ ý định đánh Tô Tiểu Sán một trận, này, nhưng ta có một chủ ý, ngươi mau kết hôn với Hứa Như đi. Không đợi Tô Tiểu Sán nói gì, Hạ Thiên lại nói thêm, ngươi kết hôn với Hứa Như, bố nhà đầu chắc chắn sẽ trở về. Tô Tiểu Sán lại cứng họng, điều như vậy mà được coi là chủ ý gì chứ, vị đại thần này muốn hắn kết hôn, chỉ vì muốn em gái bảo bối của hắn quay về thôi sao. Mặc dù hắn cũng tin rằng nếu hắn kết hôn, bối bối thật sự sẽ trở về, nhưng như thế cũng quá trẻ con đi. Chuyện đó, Hạ Thiên, thật ra bây giờ tuổi của ta không còn nhỏ nữa, người trong nhà cũng đang thúc giục, nhưng Hứa Như còn mang theo đứa nhỏ, người trong nhà không đồng ý lắm, với lại cũng phải cần nàng ấy bằng lòng mới được. Tô Tiểu Sán nhỏ giọng nói. Chuyện đấy rất đơn giản, nhà ngươi ai không đồng ý, ta đi đánh kẻ đó một trận, ngươi cứ nói với bọn hắn như vậy, bọn hắn chắc chắn đều sẽ đồng ý, về phần Hứa Như, nàng chắc chắn cũng sẽ đồng ý, lỡ như nàng không đồng ý, ta vẫn có thể thôi miên nàng. Hạ Thiên lập tức đưa ra cách giải quyết. Đừng, Hạ Thiên, ngươi dù thế nào cũng đừng thôi miên Hứa Như. Tô Tiểu Sán bị dọa nhảy dựng lên, được rồi, chuyện này ta sẽ nhanh chóng giải quyết. Vấn đề bên nhà ta không lớn, còn bên Hứa Như, ta phải chuẩn bị một chút, tìm một cơ hội thích hợp cầu hôn nàng ấy. Tô Tiểu Sán quả thật tuổi không còn nhỏ nữa, sắp bước sang tuổi 40 rồi, tuy thời đại này khá nhiều người 40 tuổi vẫn chưa kết hôn, nhưng loại đại thiếu gia giàu có như Tô Tiểu Sán không kết hôn cả ngày chơi bời còn nhiều hơn, với lại bây giờ hắn quả thật cũng mong muốn có cuộc sống ổn định, nhưng hắn vốn dĩ không định vội vàng như vậy. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại vì muốn Tô bối bối trở về. Nên muốn Tô Tiểu Sán nhanh chóng kết hôn, tuy thoạt nhìn khá giống trò đùa, nhưng hắn không dám xem chuyện đấy là trò đùa, vì vậy chuyện kia thật sự được Tô Tiểu Sán xem là một chuyện rất quan trọng. À, tóm lại ngươi nhanh lên, càng sớm càng tốt. Hạ Thiên rất hài lòng với chuyện đó, đến khi đấy, bố nhà đầu chắc chắn sẽ trở về. Nghĩ một lát, Hạ Thiên lại bổ sung một câu, ngươi có thể bảo bố nhà đầu trở về trước để chuẩn bị hôn lễ cho ngươi. Được rồi. Ngày mai ta sẽ gọi điện thoại cho nàng ấy. Tô Tiểu Sán lại đồng ý. Đang nói, Tô Tiểu Sán nhìn thấy Hứa Như xuống lầu đi tới. Ngươi bây giờ có thể đi cầu hôn với nàng ấy được rồi đấy. Hạ Thiên ở bên cạnh nói một câu. Được, Tô Tiểu Sán nói một câu, đã phát hiện tình huống có gì đó không đúng, vì Hứa Như đang lảo đảo xông về phía hắn, vẻ mặt hoảng sợ. Tô Tiểu Sán vội vàng đỡ qua, Hứa Như, làm sao vậy? Tiểu Sán. Nana, Nana không thấy nữa. Hứa Như ngã vào trong lòng Tô Tiểu Sán, ngươi nhất định phải giúp ta tìm Nana về. Ta. Hứa Như mất bình tĩnh, Tô Tiểu Sán vội vàng ôm chặt nàng hơn một chút, Hứa Như, đừng sốt ruột, Nana có thể chỉ là tự tỉnh ngủ. Không phải, nàng ấy sẽ không tự tỉnh lại nhanh như vậy. Bên cạnh truyền đến giọng nói của Hạ Thiên, chắc chắn đã bị người khác mang đi rồi. Nghe thấy Hạ Thiên nói, Hứa Như vội vàng nhìn sang, Hạ Thần Y, ngươi có biết? Thật ra ta chắc chắn có cách tìm con gái nhỏ của ngươi quay về, hơn nữa sẽ rất nhanh. Hạ Thiên lười biếng nói, Hứa Như, con gái ngươi mất tích mới vài phút, cho dù người đó có lái máy bay đưa nàng ấy đi, ta cũng có thể đuổi theo mang trở về, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện. Hạ Thần Y, anh nói đi, điều kiện gì, ta nhất định sẽ đồng ý. Hứa Như vội vàng nói. Thật ra điều kiện rất đơn giản, người phải lập tức kết hôn với Tô Tiểu Sán, càng sớm càng tốt. Hạ Thiên nói nhanh. Hạ Thiên, chuyện kia có thể nói sau được không? Tô Tiểu Sán ngẩn ra, sau đó lại muốn giải thích với Hứa Như, thật ra chuyện đấy là vì Hạ Thiên hắn. Không sao, ta đồng ý, ta sẽ gả cho Tiểu Sán, chỉ cần hắn bằng lòng, chúng ta lập tức có thể chuẩn bị hôn lễ. Hứa Như liều mạng gật đầu, Hạ Thần Y, phiền anh. Anh nhất định phải giúp ta tìm con gái ta trở về.
Vậy các người đợi một lát, ta lập tức quay lại ngay. Hạ Thiên nói xong, đột nhiên biến mất. Hứa Như ngẩn người, một giây tiếp theo, nàng đối với việc tìm con gái về càng có lòng tin, vì một lần nữa nàng xác định rằng Hạ Thiên thật sự không phải là người bình thường. Mà hiện tại, những người khác ngay trong bữa tiệc thậm chí còn chưa biết có chuyện gì xảy ra, bởi vì bên dưới rất ồn ào, đặc biệt bây giờ âm thanh âm nhạc rất lớn, đối thoại vừa rồi của Hứa Như và Tô Tiểu Sán, Hạ Thiên, những người khác căn bản không nghe thấy. Cũng có người có thể nghe thấy, đó là Y Tiểu Âm, nhưng nàng chỉ liếc mắt qua đây, cũng không nói gì. Gần 3 phút sau, bóng người chợt lóe lên, Hạ Thiên đã xuất hiện lại trong tầm mắt của Hứa Như. Chuyện đó, Hạ Thần Y, anh không tìm được. Hứa Như lập tức căng thẳng, vì Hạ Thiên quay lại một mình. Chương 1855, ta vừa làm cho một đôi tình nhân trở thành người nhà. Tô Tiểu Sán vô cùng khẩn trương nhìn Hạ Thiên, có điều hắn lại không hỏi cái gì. Tìm được, chuyện đơn giản như vậy nên ta đã ném nàng ấy lên giường lại rồi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Hứa Như không nói hai lời, lập tức quay người chạy lên lầu. Hạ Thiên, ta đi lên xem một chút, Tô Tiểu Sán cũng vội vàng đi theo. Hạ Thiên đương nhiên lười đi theo hai người, với hắn mà nói đây đều là việc nhỏ, dù sao thì hắn đã cứu được cô bé Nana kia, bây giờ hắn chỉ cần đợi bố nha đầu trở về tham gia hôn lễ của Tô Tiểu Sán. Ngươi vừa mới làm cái gì? Lúc này, Y Tiểu Âm đi tới bên cạnh Hạ Thiên, tức giận hỏi. Vợ Y, ta vừa làm cho một đôi tình nhân cuối cùng trở thành người nhà nha. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi chỉ là muốn Tô Bối Bối trở về sao? Y Tiểu Âm tức giận nói, sao ngươi có thể dùng loại phương thức đó để bắt Hứa Như gả cho Tô Tiểu Sán chứ? Ngươi làm như vậy có khác gì đang ép buộc nàng ấy đâu? Vợ Y à, điều đó dĩ nhiên là khác biệt rồi, dù sao thì Hứa Như cũng sẽ gả cho Tô Tiểu Sán, nàng ấy vốn dĩ cũng rất thích Tô Tiểu Sán. Ta chỉ là làm bọn hắn kết hôn sớm hơn một chút mà thôi. Hạ Thiên bày ra dáng vẻ rất nghiêm túc, thật ra chúng ta cũng có thể kết hôn thử nha, vợ Y, nàng có muốn thử xem không? Kẻ nào đã bắt cóc cô bé kia? Y Tiểu Âm rời chủ đề, hiển nhiên là hoàn toàn không muốn trò chuyện về đề tài kết hôn với Hạ Thiên. Vợ Y, hay nàng đoán thử xem? Hạ Thiên cười hì hì, tiếp đó chúng ta đánh cược. Nè, vợ Y à, chờ ta một chút. Hạ Thiên còn chưa dứt lời thì Y Tiểu Âm đã đi lên lầu, hắn nhanh chóng đuổi theo sau. Mà những người thấy cảnh đó lại nhìn không được nghĩ thầm, chẳng lẽ hiện tại hai người này muốn đi? Chắc chắn là anh rể lưu manh muốn đi mướn phòng với Y Tiểu Âm kia. Cách đó không xa, Hàm Hàm lẩm bẩm một câu. Ngươi đừng có nói nhảm, Liễu Vân Anh gõ nhẹ vào đầu của Hàm Hàm. Hàm Hàm bĩu môi, nhưng cũng không tiếp tục nói cái gì. Nè, Liễu Hàm! Người đó không phải là anh rể Hạ Thiên của ngươi sao? Tại sao hắn lại đi cùng với Y Tiểu Âm chứ? Bên cạnh truyền tới giọng của một cô gái. Thiên cơ không thể tiết lộ. Liễu Hàm nghiêm túc nói một câu. Hết cách rồi, chuyện kia nàng không cách nào giải thích được cho mọi người. Mà hiện giờ, Hạ Thiên và Y Tiểu Âm đã đi lên lầu 2, hai người bước vào một gian phòng ngủ được bày trí giống như phòng ngủ dành cho công chúa. Trên giường có một cô bé đang nằm, nàng giống như một cô công chúa nhỏ đang ngủ say. Nhưng bây giờ, trong phòng còn có một nam nhân trưởng thành đang nằm trên mặt đất, trông hắn hoàn toàn không phù hợp với căn phòng đó. Mà giờ khắc này, Hứa Như và Tô Tiểu Sán đều nhìn chằm chằm nam nhân kia, vẻ mặt có chút khó có thể tin. Đây là người đã bắt cóc cô bé sao? Hiện tại, giọng nói của Y Tiểu Âm vang lên làm cho Hứa Như và Tô Tiểu Sán hoàn hồn lại, mà bọn hắn cũng lập tức phát hiện, nàng ấy cũng không phải đang nói chuyện với bọn hắn mà đang dò hỏi Hạ Thiên. Đúng rồi. Chính là tên bác sĩ ngu ngốc đó. Hạ Thiên lười biếng nói, hắn mới vừa lên xe chuẩn bị đi đâu thì đã bị ta bắt trở lại. Người nằm trên mặt đất không ai khác chính là bác sĩ Smith mà Mã Uy mời tới. Hiển nhiên, không chỉ Mã Uy có vấn đề mà tên bác sĩ Smith kia cũng có vấn đề. Về phần hai người bọn hắn có phải cùng một phe hay không thì bây giờ còn chưa thể xác định được. Chuyện kia, Hạ Thần Y, anh có thể giúp ta hỏi cái người tên Smith này tại sao lại muốn bắt cóc con gái của ta không? Hứa Như nhìn Hạ Thiên, ánh mắt hơi lộ ra sự cầu xin. Ngươi và Tô Tiểu Sán sẽ kết hôn vào ngày mai sao? Hạ Thiên hỏi rất nghiêm túc. Chuyện đó, Hứa Như ngẩn ngơ. Hạ Thiên, như vậy có phải hơi quá gấp không? Mặc dù ta rất muốn cưới Hứa Như nhưng mà cũng không muốn vội vàng như thế, mặc kệ nói thế nào thì ta cũng phải cho nàng ấy một cái hôn lễ tươm tất. Tô Tiểu Sán có chút bất đắc dĩ nói.
Nếu ngươi lại buộc người khác kết hôn thì ta sẽ lập tức rời khỏi Giang Hải. Y Tiểu Âm tức giận đe dọa. Vợ y y à, thật ra nàng rời khỏi Giang Hải cũng không sao cả, ta sẽ đi theo nàng nha. Hạ Thiên cười hì hì. Tóm lại là, bọn hắn muốn khi nào kết hôn thì đó là chuyện của bọn hắn, ngươi đừng loạn chen vào. Y Tiểu Âm trừng mắt với Hạ Thiên, bản thân nàng vốn dĩ có chút bài xích đối với loại sự tình đó, bây giờ đương nhiên có chút tức giận. Chuyện kia, Hạ Thiên, ngươi yên tâm đi, hứa như đã nguyện ý gả cho ta, ta đương nhiên sẽ mau chóng an bài, sẽ không cố ý kéo dài thời gian. Lúc này, Tô Tiểu Sán lại nói, ngươi cứ yên tâm, chờ khi nào chuyện nơi đây xong thì ta sẽ thương lượng với Hứa Như, tiếp theo ta sẽ trở về bàn bạc với người trong nhà rồi gọi điện thoại cho bối bối, bảo nàng ấy trở về hỗ trợ. Tô Tiểu Sán biết Hạ Thiên chỉ muốn làm cho Tô bối bối trở về mà thôi, hắn không cảm thấy chuyện đấy có gì bất thường, thật ra thì mấy năm nay Tô bối bối vẫn luôn có chút mờ mịt không rõ với Hạ Thiên. Tốt thôi, vậy ta đi hỏi một chút. Hạ Thiên thấy Y Tiểu Âm hình như thật tức giận cho nên không nói gì nữa, hơn nữa nếu bối bối nhà đầu sẽ trở về thì hắn coi như đã đạt được mục đích của mình. Chương 1856, lý do rất đơn giản. Hạ Thiên cầm ngân châm đâm mấy cái trên người Smith, tiếp theo làm hắn tỉnh lại. Nè, nói đi, tại sao ngươi lại muốn bắt cóc tiểu nha đầu kia? Hạ Thiên hỏi. Mấy phút sau thì mọi người đã hiểu rõ, hóa ra trong này lại không tồn tại âm mưu gì cả. Trước đó dù là Hứa Như, Tô Tiểu Sán hay Y Tiểu Âm, thậm chí ngay cả Hạ Thiên đều cảm thấy Smith là muốn uy hiếp Hứa Như hay đại loại như vậy, nhưng bọn hắn lại không ngờ sau một phen hỏi thăm thì mọi việc lại cực kỳ đơn giản. Đó chính là, Smith là một tên biến thái thích những bé gái nhỏ tuổi, hoàn toàn không có nguyên nhân nào khác. Mà Smith và Mã Uy cũng không phải đồng bọn, có lẽ là vật họp theo loài, hai tên này đều không phải là người tốt cho nên mới có thể làm bạn với nhau. Hứa Như, ta sẽ bảo người đưa tên Vương Bát Đản đấy đến cục cảnh sát. Tô Tiểu Sán nói. Hứa Như gật đầu một cái, tiếp đó lại nói, Tiểu Sán, đêm nay thật sự cảm ơn ngươi, nếu không phải nhờ ngươi thì na na đã. Hứa Như nghĩ lại mà sợ, mặc kệ là đi theo Mã Uy ra nước ngoài hay na na bị Smith bắt cóc, hiển nhiên không có cái nào là có kết cục tốt đẹp cả, may mắn là có Hạ Thiên ở đây. Nhưng giờ phút này, Hứa Như càng hiểu rõ. Hạ Thiên giúp nàng hoàn toàn là vì nể mặt Tô Tiểu Sán, hoàn toàn không liên quan gì tới nàng, cho nên người mà nàng cần cảm ơn nhất chính là Tô Tiểu Sán. Hứa Như, ngươi không cần phải nói những thứ đó, là ta may mắn mới quen biết được Hạ Thiên, nếu không thì ta cũng sẽ không thể giúp được gì nhiều cả. Tô Tiểu Sán mỉm cười, những lời đấy của hắn đều là thật tình thật lòng. Trong suy nghĩ của hắn, việc may mắn nhất đời này chính là quen biết Hạ Thiên, nếu không thì hắn cũng đã là một phế nhân vào mười mấy năm trước. Tô Tiểu Sán lấy điện thoại di động ra gọi cho thuộc hạ, tiếp đó lập tức có người tới mang Smith đi. Hứa Như, hay ta ở đây với ngươi nhìn xem Nana, hoặc ta giúp ngươi tìm mấy người có chuyên môn tới chăm sóc Nana, đồng thời cũng có thể bảo vệ nàng ấy. Dù sao thì đôi khi một mình ngươi cũng không thể chú ý được nhiều chuyện. Lúc này Tô Tiểu Sán lại lên tiếng. Vậy cũng tốt, bây giờ ta và ngươi xuống dưới tuyên bố việc của cả hai, tiếp đó đi lên nhìn Nana. Đồng thời thương lượng việc hôn lễ của chúng ta, được chứ? Hứa Như gật đầu, nàng đã quyết định đưa việc kết hôn lần này vào danh sách quan trọng cần làm. Vậy, tốt thôi, chúng ta đi xuống dưới đi. Tô Tiểu Sán gật đầu. Hứa Tiểu Thư, người đi xuống trước đi, chúng ta ở đây trông Na Na giúp người một chút. Y Tiểu Âm lên tiếng đề nghị. Tốt, cảm ơn Y Tiên Tiểu Thư. Hứa Như có chút cảm kích. Tô Tiểu Sán và Hứa Như nhanh chóng rời đi. Mà Hạ Thiên và Y Tiểu Âm thì lưu lại trong phòng. Vợ Y Y à, tại sao chúng ta phải trông trẻ giúp bọn hắn chứ? Hạ Thiên có chút khó hiểu, nếu nàng thích trẻ con thì chúng ta có thể tự sinh một đứa nha, sau đó nàng có thể trông trẻ mỗi ngày. Ngươi không cảm thấy Hứa Như bị quá nhiều người để mắt tới sao? Y Tiểu Âm hừ nhẹ một tiếng, mặc dù ta không biết rốt cuộc vì sao Hứa Như lại bị người ta theo dõi, nhưng ta cảm thấy chuyện đó quá không bình thường. Nàng ta chỉ là một họa sĩ. Không có khả năng sẽ bị người khác theo dõi nhiều như vậy. Vợ Y Y, chuyện kia ta biết nguyên nhân nha. Hạ Thiên cười hì hì, mặc dù nàng ta chỉ là một họa sĩ, nhưng nàng lại không phải họa sĩ thông thường, những bức tranh mà nàng ta vẽ tương đối đặc biệt, đều là không mặc quần áo. Điều đấy thì có gì đặc biệt, Y Tiểu Âm trừng mắt với Hạ Thiên, đó là nghệ thuật, ngươi cho rằng mỗi người đều lưu manh giống ngươi sao. Vợ Y Y, ta không có lưu manh, Hạ Thiên bày ra vẻ mặt vô tội. Ta lại không thích những bức vẽ kia,
nhưng vợ y y à, ta nghe nói bây giờ có rất nhiều loại quần áo độn vai độn mông gì đó, dù sao thì có thể làm giả đủ loại. Cho nên dù nàng có tận mắt nhìn thấy một nữ nhân thì cũng không biết dáng người của người đấy có thật hay không. Ngươi nói vậy là có ý gì? Y Tiểu Âm tức giận hỏi. Vợ y y, ý ta muốn nói là, ví dụ như trên thế giới này, người chân chính biết dáng người của nàng rất tốt trừ nàng ra thì cũng chỉ có ta, nhưng bây giờ vẫn còn một biện pháp khác, một nữ nhân, à, cũng có nam nhân, bọn hắn chỉ cần để hứa như vẽ dáng người của mình là có thể trưng bày dáng người thật sự của mình với mọi người. Dừng một chút, Hạ Thiên nói bổ sung, ừ, bây giờ Hứa Như đang rất nổi tiếng, mỗi người đều biết tranh do nàng ấy vẽ đều bảo trì nhất trí với tỷ lệ nhân thể chân thực. Cho dù là như vậy thì thế nào chứ? Y Tiểu Âm hơi nhíu mày, cho dù có người muốn phô bày dáng người chân thật của mình thì điều đó cũng thuộc về nghệ thuật, có cái gì mà không được. Cũng không có gì là không được, trước đó người tìm Hứa Như vẽ đều không có mục đích đặc biệt gì, nhưng bây giờ lại xuất hiện một tình huống đặc thù, đó chính là trong một vòng nào đó thì tranh của nàng ta đã được xem như tiêu chuẩn để định giá. Hạ Thiên cười hì hì, nghe nói một ít người căn cứ vào tranh vẽ của Hứa Như để định giá cho người khác, vợ y y, nàng chắc hiểu phải không? Ý của ngươi là bây giờ tranh của Hứa Như tương tự như nghiệm chứng thân phận cho những người kia. Y Tiểu Âm cuối cùng cũng hiểu được, đồng thời lại cảm thấy chuyện kia rất hoang đường, cũng quá không hợp lý rồi. Không sai, chính là như vậy, bởi vì ở đó không thể giả tạo cho nên Hứa Như giống như là một công chứng viên giao dịch. Hạ Thiên gật đầu một cái, cho nên hiện giờ nàng ta tương đối đặc biệt. Chương 1857, có việc gì thì để hắn lo. Không đúng. Nếu thật là như vậy thì giá cả các bức tranh của nàng ấy không đến mức cao như vậy chứ. Những người kia đến tìm nàng ấy đều tự ra tiền, một bức động một tí là mấy chục vạn, nếu những người đó đi làm loại giao dịch đó thì sao lại chịu tốn nhiều tiền như vậy? Y Tiểu Âm vẫn không quá tin tưởng, cũng không phải nói nàng thiếu kiến thức, mà là từ đầu đến cuối nàng vẫn có chút kháng cự loại chuyện này, không muốn tin tưởng. Vợ y y, thật ra mấy chục vạn cũng không đắt, có vài người nguyện ý đầu tư cho bản thân. Hình như Hứa Như cũng biết chuyện này cho nên bình thường sẽ không vẽ cho người khác, hơn nữa còn cố ý nâng giá lên cao, nhưng như vậy ngược lại cũng làm cho giá trị của những người kia được nâng lên, dù sao thì vật hiếm thì quý. Vẻ mặt của Hạ Thiên rất nghiêm túc, có điều hắn còn chưa dứt lời thì đã bị đánh gãy. Các nàng là người, không phải đồ vật, Y Tiểu Âm hiển nhiên là không vui với cách nói của Hạ Thiên. Vợ y y, dù sao thì sự thật là có chuyện như vậy. Hạ Thiên cười hì hì, huống chi. Vợ y y vẫn còn chưa rõ một điểm nha, các nàng không cần phải trả tiền cho tranh của mình, bởi vì chúng đều được bán đi, mà người mua tranh thường sẽ làm bạn trai của bọn họ một thời gian. Y Tiểu Âm có chút cạn lời, nàng rốt cuộc minh bạch toàn bộ chuyện kia là như thế nào. Loại giao dịch này rất an toàn, dù cho ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng bọn hắn lại không phạm pháp. Đương nhiên, có rất nhiều loại giao dịch giống như vậy. Nhưng dưới đại đa số tình huống thì người trung gian cũng sẽ tham dự một bộ phận giao dịch. Có điều tình huống bây giờ lại khác, bản thân Hứa Như cũng không muốn tham dự loại giao dịch đó, nhưng rất hiển nhiên, bây giờ nàng không có cách nào đứng ở ngoài cuộc được. Trừ khi Hứa Như không còn vẽ tranh nữa, nhưng nếu như nàng thật sự không vẽ thì có lẽ còn sẽ gặp nguy hiểm hơn, bởi vì như vậy sẽ tổn hại lợi ích của rất nhiều người, những người đó chắc chắn sẽ tới làm phiền Hứa Như. Vợ y y. Nàng không cần phải để ý đến chuyện này, bây giờ Hứa Như là vợ của Tô Tiểu Sán, có việc gì thì cũng để hắn lo. Hạ Thiên lại nói, hiển nhiên hắn cũng không có bao nhiêu tâm tư để ý tới chuyện của Hứa Như, cũng không muốn Y Tiểu Âm tham dự vào đó. Kẻ thôi miên na na tu luyện ra chân khí, mà trên thế giới, người còn có thể tu luyện ra chân khí rất có thể liên quan tới tổ chức diệt thần, xét về bản chất thì chuyện này chắc có liên quan tới chúng ta. Bây giờ bọn hắn nhằm vào Hứa Như, nói không chừng mục tiêu cuối cùng chính là chúng ta. Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên, nếu thật là như vậy, người cảm thấy Tô Tiểu Sán có năng lực lo liệu việc đó sao? Vợ y y, dù thực sự là vậy thì cũng không sao cả, dù sao thì bối nha đầu sắp về rồi, để nàng ấy nhìn chằm chằm cũng tốt. Hạ Thiên vẫn không quá để ý chuyện kia, nếu như những chuyện nhỏ nhặt này còn cần hắn để ý, như vậy sẽ có quá nhiều việc hắn phải xen vào. Có lẽ vì để cho Y Tiểu Âm yên tâm, Hạ Thiên lại nhanh chóng bổ sung một câu, ta sẽ bảo người bên Thiên Đạo Tổ chú ý đặc biệt đến Hứa Như. Tóm lại người dụng tâm một chút đi, đừng cả ngày chỉ biết chơi bời. Giọng của Y Tiểu Âm thoáng dịu xuống một chút. Thật ra Y Tiểu Âm vẫn luôn biết Hạ Thiên rất có năng lực, chỉ là có rất nhiều chuyện hắn khinh thường đi xử lý, nhưng bây giờ nàng biết Hạ Thiên đã tra xét rất nhiều chuyện,
điều đấy làm tâm trạng nàng tốt lên một chút. Vợ Y Y, hiện tại ta đang ở bên cạnh nàng nha. Hạ Thiên cười hì hì, ở bên vợ là chính sự, không phải chơi bời. Y Tiểu Âm rất muốn trừng mắt với Hạ Thiên một cái, nhưng bây giờ lại có tiếng bước chân truyền đến, Tô Tiểu Sán và Hứa Như đã quay trở lại. Hạ Thần Y, Y Tiên Tiểu Thư, làm phiền các ngươi rồi, nếu các ngươi còn hứng thú thì có thể tiếp tục xuống dưới chơi một hồi. Hôm nay vốn dĩ là tiệc sinh nhật của con gái ta, nhưng mà bây giờ Nana còn đang ngủ, lại còn xuất hiện nhiều chuyện như thế, cho nên coi như lần này chỉ là một bữa tiệc tụ hội bình thường thôi. Hứa Như nhìn hai người, nhưng sự trợ giúp của hai vị đã là món quà sinh nhật tốt nhất cho Nana, tóm lại, ta thay mặt Nana cảm ơn hai người lần nữa. Hứa Tiểu Thư không cần khách khí, còn nữa, nếu sau này ngươi gặp vấn đề gì thì có thể để Tô Tiểu Sán liên lạc Hạ Thiên, hoặc ngươi cũng có thể trực tiếp liên lạc với ta. Y Tiểu Âm lấy ra một tấm danh thiếp rồi đưa cho Hứa Như, đây là số điện thoại cá nhân của ta, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta bất cứ lúc nào. Hiển nhiên Y Tiểu Âm vẫn không quá yên tâm về Hạ Thiên, cho nên nàng mới đưa cho Hứa Như số của mình. Cảm ơn Y Tiên Tiểu Thư, Hứa Như vội vàng tiếp nhận danh thiếp. Vợ Y Y, ở đây không có gì để chơi cả, chúng ta trở về khách sạn thôi. Hạ Thiên nói xong lập tức dắt Y Tiểu Âm đi ra ngoài, mà lần này Y Tiểu Âm thật không kháng cự. Rời khỏi phòng cùng với Hạ Thiên. Xem ra vị Y Tiên tiểu thư kia dễ tiếp xúc hơn Hạ Thần Y nhiều. Hứa Như không khỏi cảm khái một câu. Danh tiếng của Y Tiểu Âm rất tốt, bệnh viện y nhân các của nàng ấy vẫn luôn được khen ngợi rất nhiều, nếu không thì nàng ấy cũng sẽ không được mọi người tôn xưng là Y Tiên. Tô Tiểu Sán gật đầu, thật ra phần lớn nữ nhân bên cạnh Hạ Thiên đều khá dễ nói chuyện, các nàng thật ra đều đang ước thúc hắn, hắn cũng chỉ tương đối nghe lời các nàng mà thôi. Hứa Như gật đầu, tiếp đó chuyển sang một đề tài khác, Tiểu Sán, chuyện kia, chúng ta nên bàn về chuyện hôn sự thôi. Chương 1858, Đồ Thần Kinh. Hứa Như, trước đó ta phải nói rõ ràng với ngươi một chuyện, ta là thật tâm thích ngươi, cũng thực tình muốn cưới ngươi. Nhưng nếu như trong lòng ngươi còn có băn khoăn thì cũng không cần đáp ứng ta nhanh như vậy đâu. Tô Tiểu Sán nhìn Hứa Như, vẻ mặt tràn đầy thành khẩn, thật ra Hạ Thiên chỉ là hy vọng bối bối trở về. Chúng ta có kết hôn thật hay không thì hắn cũng sẽ không thèm quan tâm, ngươi không cần có áp lực gì cả. Tiểu Sán, vậy ta cũng nói thật với ngươi, ngươi biết rõ ta vẫn luôn có hảo cảm với ngươi, đương nhiên, ta sẽ không gạt ngươi, trước đó ta cũng có thiện cảm với Mã Uy, dù sao thì hắn thường xuyên đến quan tâm con gái của ta, cũng thỉnh thoảng gọi điện thoại cho ta, biểu hiện rất quan tâm ta. Hứa Như nhìn Tô Tiểu Sán, nhưng sự thật là, sở dĩ trước đó ta tương đối lạnh nhạt với ngươi chủ yếu vì chính bản thân ta. Ta vẫn cảm thấy hào môn đại thiếu như ngươi sẽ không thật sự thích ta, chẳng qua là ngươi muốn chơi đùa một chút mà thôi. Hứa Như, cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng nghĩ tới việc chơi đùa, nhưng trước đó ta cũng không dám theo đuổi ngươi quá mãnh liệt, bởi vì ta cũng thật sự lo lắng không mang đến được cho ngươi một hạnh phúc chân chính. Giống như ngươi nói, một hào môn đại thiếu như ta muốn cưới ngươi vào cửa sẽ không phải là một chuyện dễ dàng. Tô Tiểu Sán xem như thành thật với nhau, nhưng tình huống lần này lại không giống vậy. Bây giờ có Hạ Thiên nhúng tay vào chuyện của hai ta, ta chỉ cần nói Hạ Thiên yêu cầu ta làm như vậy thì trong nhà sẽ không có người phản đối, bọn hắn cũng không dám. Cho nên với ta mà nói thì đây là cơ hội tốt nhất, nếu như bỏ lỡ thì sau này ta muốn cưới ngươi vào cửa sẽ càng khó khăn. Ừ, Tiểu Sán, ta tin tưởng những lời ngươi nói, cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu an bài hôn lễ đi. Không cần quá long trọng, đương nhiên cũng không thể quá đơn sơ, ta cũng không muốn làm ngươi mất mặt. Hứa Như nhẹ nhàng gật đầu, còn nữa, ngươi nên gọi điện thông báo trong nhà một tiếng trước, dù sao chúng ta mới vừa tuyên bố quan hệ với nhau, người nhà của ngươi cũng cần nhanh chóng được biết chuyện đó. Đang nói thì điện thoại của Tô Tiểu Sán vang lên. Tuấn Phong, là ta, đúng vậy, là thật, tốt tốt, đừng nói nhiều như vậy, ngươi chỉ cần nói với người trong nhà một sự kiện, Hạ Thiên nhúng tay vào chuyện đấy, hắn yêu cầu ta và Hứa Như mau chóng cử hành hôn lễ. Ngươi không tin thì có thể hỏi hắn. Nếu ngươi không dám hỏi thì để bối bối hỏi. Được rồi, tóm lại mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Tô Tiểu Sán cúp điện thoại sau đó nhìn Hứa Như, phản ứng trong nhà không khác mấy so với những gì ta tưởng tượng, nhưng ngươi không cần lo lắng, bọn hắn không dám đắc tội Hạ Thiên. Tất cả người trong gia tộc các ngươi đều biết Hạ Thiên sao? Hứa Như không khỏi tò mò hỏi. Không tính là tất cả đều biết, nhưng Tuấn Phong, Tử Cường và bối bối đều biết rõ lai lịch của Hạ Thiên. Tô Tiểu Sán cười nói. Nhưng Tiểu Sán, ngươi như vậy sẽ không bị người khác chế giễu chứ?
Ta nhớ rõ quan hệ giữa nhà họ Tô các ngươi và nhà họ Kiều không tính là đặc biệt tốt. Vị Kiều Đông Hải kia hình như rất kiêu ngạo, Hứa Như hiển nhiên vẫn biết được một ít chuyện. Thật ra ta và Đông Hải rất thân, quan hệ giữa chúng ta không giống như bên ngoài đồn đãi. Lại nói, lúc trước tên Đông Hải đó vẫn luôn ỷ vào mình có một muội muội vô cùng lợi hại, bây giờ ta không cần sợ hắn nữa, hiện tại ta cũng có một muội muội siêu lợi hại rồi. Tô Tiểu Sán cười ha ha một tiếng, sau này, bối bối nhà ta và Tiểu Kiều nhà hắn chính là người một nhà, ha ha, ngẫm lại còn thấy rất thú vị. Nói đến đây Tô Tiểu Sán đã cảm thấy không đúng, sau đó hắn nhìn Hứa Như há hốc mồm, có chút ngây ngốc. Ai ra, không cẩn thận tiết lộ bí mật rồi. Tốt thôi, Hứa Như, đúng vậy, Kiều Tiểu Kiều cũng là vợ của Hạ Thiên. Tô Tiểu Sán hơi bất đắc dĩ, tại thành phố Giang Hải này, nữ nhân của Hạ Thiên không chỉ có bấy nhiêu đó thôi, sau này nếu ngươi gặp được thì sẽ biết. Tiểu Sán, trước đó ngươi nói không sai, việc của Hạ Thiên vượt qua tưởng tượng cực hạn của ta. Hiện tại, Hứa Như xem như chân chính lý giải được lời của Tô Tiểu Sán rồi. Nàng lắc đầu, tiếp tục nói, không nói về Hạ Thiên nữa, chúng ta vẫn nên bàn về hôn lễ đi. Khi Hứa Như và Tô Tiểu Sán bắt đầu nghiêm túc thảo luận hôn lễ thì Hạ Thiên và Y Tiểu Âm đã trở lại khách sạn, nhưng mới vừa ngồi xuống thì Hạ Thiên lại nhận được cuộc gọi của Tô Bối Bối. Alo, Hạ Thiên, tên biến thái chết tiệt kia, ngươi làm gì nhất định phải bắt anh ta kết hôn với cái người tên Hứa Như kia hả? Điện thoại vừa kết nối thì Tô Bối Bối đã bắt đầu hưng sư vấn tội. Bối nhà đầu à, anh ngươi lớn lên rất xấu, hắn vẫn luôn không tìm được vợ, ta quan tâm hắn một chút không được sao? Hạ Thiên cười hì hì nói. Ngươi mới xấu, người như ngươi còn có thể tìm được vợ thì tại sao anh ta lại không tìm thấy được chứ? Tô Bối Bối hoàn toàn không cho Hạ Thiên chút mặt mũi nào, ta hỏi ngươi, ngươi và cái người Hứa Như kia có quan hệ như thế nào? Đừng nói là ngươi muốn cho anh ta làm hiệp sĩ đổ vỏ nha. Nhưng cũng không đúng, phẩm vị của ngươi sẽ không kém như vậy, chắc sẽ chướng mắt Hứa Như. Bối nhà đầu, vì nể tình câu nói cuối cùng của ngươi, chờ ngươi trở về ta sẽ không đánh ngươi. Hạ Thiên có chút không vui. Tại sao ta phải trở về chứ? Ta đã nói bây giờ ta không trở về. Khoan, chờ đã, Hạ Thiên, cái tên lưu manh đáng chết kia. Đừng nói với ta là đầu óc người bệnh hoạn đến mức vì làm ta về nhà nên bắt anh ta kết hôn với cái người tên Hứa Như đấy nha. Tô Bối Bối đột nhiên phản ứng lại, dù nàng biết Hạ Thiên thần kinh không bình thường, nhưng loại hành vi thần kỳ này vẫn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Chương 1859, lại nhìn thấy hết. Bối nhà đầu, não ta rất bình thường. Hạ Thiên cười hì hì, nếu như anh ngươi kết hôn mà ngươi vẫn chưa trở lại, vậy khẳng định là đầu óc ngươi không bình thường. Ngươi thế mà thực sự chỉ vì một nguyên nhân như vậy. Tô Bối Bối tức giận thở hổn hển, ngươi cái tên biến thái chết tiệt, đại lưu manh, bệnh tâm thần, ngươi. Tô Bối Bối không có tiếp tục mắng được nữa, vì Hạ Thiên đã trực tiếp cúp điện thoại. Người bệnh thần kinh đó lại còn dám chủ động cúp điện thoại của ta. Ta sẽ không quay về, sẽ không quay về. Tô Bối Bối rất tức giận, nhưng, nàng lại phát hiện, cho dù biết rõ đây là kế hoạch của Hạ Thiên, nàng vẫn phải trở về Giang Hải. Dù sao, anh hai kết hôn, nàng là em gái còn ở bên ngoài chơi, thật sự là không thể nào nói nổi. Hơn nữa, ban đầu nàng cũng dự định qua một thời gian ngắn nữa sẽ trở về, dù sao cho tới bây giờ nàng vẫn không trốn khỏi được Hạ Thiên. Nhưng nghĩ tới Hạ Thiên vì thế mà tìm chị dâu cho nàng. Tô Bối Bối thấy rất muốn đánh Hạ Thiên một trận, đúng là người bị bệnh thần kinh. Ta nhất định phải chém chết tên đại lưu manh kia, không để hắn chạm vào ta. Tô Bối Bối đang thề thốt một mình. Thành phố Giang Hải, trong phòng khách sạn. Vợ Y Y, thời gian không còn sớm, nếu không thì chúng ta ngủ trước đi. Hạ Thiên nhìn Y Tiểu Âm, nói rất chân thành. Ta trở về phòng của ta, ngươi đi tìm Lam Y Nhân đi. Y Tiểu Âm hừ nhẹ một tiếng, tiếp theo vào phòng đóng cửa lại. Không bao lâu, Y Tiểu Âm đã nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, đồng thời không nghe tiếng hô hấp và tim đập của người khác, trong lòng không khỏi thầm mắng, tên khốn kia quả nhiên là một buổi tối không có nữ nhân là không được, thật sự đi tìm Lam Y Nhân. Y Tiểu Âm ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng thở hắt ra, đối với nàng mà nói, Hạ Thiên rời đi, một phần nàng có thể thả lỏng một chút, nhưng ở một mặt khác, trong lòng nàng vẫn có loại cảm giác không thoải mái lắm. Y Tiểu Âm lắc đầu. Hất văng những suy nghĩ kia ra khỏi đầu, nàng tự nói với mình ở trong lòng, vốn nàng không cần phải trông cậy vào nam nhân đó, nàng vẫn cho rằng hắn không thật sự yêu nàng, vì từ đầu đến cuối hắn cũng chỉ quan tâm đến thân thể của nàng mà thôi,
không phải sao, bây giờ nàng không thỏa mãn nhu cầu kia của hắn, quả nhiên hắn đã chạy đi. Một cảm giác uể oải truyền tới, đó là một loại mệt mỏi không thể nói ra được, cơ thể và tâm lý, dường như rất mỏi mệt, mà căn bản đối với nàng không phải cảm thấy mệt trên thân thể. Được rồi, tắm một cái. Y Tiểu Âm đi vào trong phòng tắm, bắt đầu mở nước, chờ trong bồn tắm ngập nước nóng, nàng ngâm toàn bộ thân thể của mình vào. Y Tiểu Âm trong bồn tắm nằm khoảng chừng nửa tiếng, nàng định buông thả suy nghĩ của mình, không thèm nghĩ đến những thứ ngổn ngang kia nữa, nhưng, cuối cùng nàng phát hiện, bản thân vẫn không làm được. Thật ra nhiều khi, Y Tiểu Âm cảm thấy có thể mình quá làm khó mình, nàng thậm chí cảm thấy nàng cái gì cũng không cần quan tâm, điều đó nhất định sẽ làm bản thân nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng nàng rất nhanh đã biết, nếu như nàng bỏ mặc tất cả mọi chuyện, nàng sẽ có cảm giác tội lỗi, mà cái loại cảm giác kia, sẽ làm nàng càng thêm khó chịu, theo lý thuyết, thật ra nàng vẫn sẽ không thoải mái như cũ. Đó là bản tính của nàng không cách nào thay đổi, cho nên, nàng chỉ có thể đối mặt toàn bộ những việc đó. Từ trong bồn tắm đứng lên, vận chuyển chân khí, nước trên người trong nháy mắt biến mất toàn bộ, nhẹ tay vung lên, khăn tắm bay tới, quấn trên người nàng. Sau đó, Y Tiểu Âm đã mở cửa đi ra ngoài. Y Tiểu Âm trực tiếp đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống, trên bàn có máy tính, nàng bật máy tính lên, bắt đầu tra tìm một vài thứ trên mạng. Mặc dù Hạ Thiên nói để cho bé ngoan gì đó đang điều tra, nhưng nàng vẫn không thể chậm như vậy, cho nên nàng nghĩ mình cũng nên điều tra thêm tài liệu. Huống chi, Y Tiểu Âm cảm thấy, có nhiều thứ, chưa chắc bé ngoan gì đó tin tưởng như nàng, dù sao, nàng là bác sĩ. Mà bé ngoan kia chắc chắn không phải bác sĩ. Y Tiểu Âm dùng rất nhiều từ mấu chốt khác nhau bắt đầu tra tìm ở trên mạng, trong đó không ít là thuật ngữ của bác sĩ. Nàng định tìm được một vài tài liệu liên quan tới nghịch thiên tám châm, nhưng tìm kiếm tới một tiếng, vẫn không có thu hoạch gì. Đột nhiên, Y Tiểu Âm cảm thấy có cái gì đó không đúng, cơ thể đột nhiên căng ra, bỗng nhiên quay người. Sau đó, nàng đã nhẹ nhàng thở ra, đồng thời có chút tức giận, ngươi trở về từ bao giờ vậy? Trong phòng có người, đương nhiên không phải ai khác, chính là Hạ Thiên. Vợ y, ta không có đi. Hạ Thiên ra vẻ vô tội, ánh mắt lại rơi vào trên người Y Tiểu Âm, có chút không nỡ mà rời mắt, dù sao, bây giờ Y Tiểu Âm chỉ bọc cái khăn tắm, nhìn hết sức gợi cảm mê người. Không có khả năng, lúc trước ta nghe rõ, căn bản trong phòng không có người. Y Tiểu Âm có chút tức giận, nàng luôn cảm thấy Hạ Thiên là vụng trộm trở về, sau đó cố ý nhìn lén nàng. Vợ y, do công lực của nàng không đủ, không tin bây giờ nàng nghe thử, nàng có thể nghe được trong phòng có ai không? Hạ Thiên vẫn cảm thấy mình rất vô tội, trước đó nàng ở phòng tắm ngâm trong bồn tắm, sau đó lại tới nơi này dùng máy tính, ta vẫn luôn biết. Y Tiểu Âm nhắm mắt lại, phát hiện mình thật sự không nghe được, mà nàng rốt cuộc đã hiểu, Hạ Thiên thật sự không có đi. Vậy chẳng phải điều đấy có ý nghĩa là, tên khốn này đã nhìn chằm chằm nàng một giờ. Chương 1860, leo lên giường. Vợ y, dáng người của nàng bây giờ thật sự tốt hơn so với lúc trước. Hạ Thiên rất cao hứng, chẳng trách hiện tại nàng càng ngày càng thông minh. Y Tiểu Âm hung ác trợn mắt nhìn Hạ Thiên, suy nghĩ của tên khốn này vẫn lộn xộn như vậy. Hơn nữa, rõ ràng lúc trước tên khốn đó còn nói nàng kém thông minh, bây giờ lại nói nàng thông minh, đơn giản chính là thần kinh rối loạn. Nhưng, Y Tiểu Âm lười nói, chỉ là nhanh chóng đứng dậy vào nhà. Đóng cửa lại, sau đó bắt đầu thay quần áo, nhưng, đến lúc nàng mặc áo ngủ vào, quay người lại đã trợn tròn mắt. Ngươi tiến vào đây khi nào? Y Tiểu Âm nghiến răng nghiến lợi, thế mà tên khốn đó lại ở trong phòng ngủ nàng. Vợ y, ta theo nàng đi vào. Hạ Thiên vẫn rất vô tội, vợ y, thật sự dáng người nàng càng ngày càng tốt. Ngươi đi ra ngoài, Y Tiểu Âm cảm thấy chính mình sắp điên rồi, rõ ràng vừa mới bị người kia nhìn thấy hết. Nàng đã cẩn thận đề phòng hắn như vậy, kết quả vẫn để tên khốn này chiếm được tiện nghi. Vợ y, lúc nàng mới thay quần áo không bảo ta ra ngoài, bây giờ tại sao phải ta ra ngoài chứ? Hạ Thiên có chút buồn bực, chẳng lẽ nàng chỉ muốn cho ta xem dáng vẻ không mặc quần áo? À, mặc dù như thế thật sự càng đẹp mắt, nhưng bây giờ nàng nhìn rất đẹp, ta cũng thích nhìn. Y Tiểu Âm cảm thấy mình sẽ điên, cho nên nàng lười yêu cầu Hạ Thiên đi ra, dứt khoát đi ra khỏi phòng của mình. Nhưng thật ra cũng không có bất kỳ thay đổi nào, bởi vì, Hạ Thiên cũng đi theo. Y Tiểu Âm tiếp tục ngồi ở bên cạnh bàn, bắt đầu ở trên tìm kiếm trên máy tính, đến nỗi Hạ Thiên có tiếp tục nhìn nàng chằm chằm hay không, nàng cũng lười quản. Không biết từ bao giờ, bầu trời dần sáng lên.
Y Tiểu Âm nhìn chằm chằm máy tính mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời, đứng dậy chuẩn bị đi ngủ, mà nàng nhịn không được quay đầu nhìn Hạ Thiên, lại phát hiện hắn hình như đã ngủ thiếp đi trên ghế salon. Điều đấy làm cho Y Tiểu Âm nhẹ nhàng thở ra, sau đó, nàng nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng ngủ, mà sau khi nàng đóng cửa lại, còn xác định mỗi góc độ trong căn phòng, sau khi nàng phát hiện Hạ Thiên không có trong phòng, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Bò lên giường, tiến vào chăn mền, Y Tiểu Âm nhắm mắt lại, rất nhanh, nàng đã tiến vào mộng đẹp. Y Tiểu Âm cảm thấy ngủ rất bình yên, đừng nói thấy ác mộng, thậm chí ngay cả mộng đều không có, mà khi nàng tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Duỗi lưng một cái, Y Tiểu Âm ngồi dậy từ trên giường, một giây sau lập tức đã phát hiện không đúng, trên giường làm sao lại có người. Nhìn một cái, ngoại trừ Hạ Thiên, còn có thể là ai? Dường như theo bản năng nhìn trên người mình, xác nhận mình còn mặc quần áo, Y Tiểu Âm mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó, nàng bắt đầu thức điên lên, tên khốn này tiến vào đây từ bao giờ chứ? Y Tiểu Âm cắn răng một cái, đá một cái, mà lần này, thế mà đá trúng, trực tiếp đá Hạ Thiên xuống giường. Sau khi bị đá xuống giường, cuối cùng Hạ Thiên tỉnh lại, hắn đứng lên từ dưới đất, có chút không hiểu a, vì sao ta lại nằm ở dưới đất? Ngươi giả bộ gì vậy? Y Tiểu Âm nổi nóng, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại xuất hiện ở trên giường của ta? Vợ y, ta muốn đi ngủ, cho nên nằm ở trên giường. Hạ Thiên ra vẻ vô tội. Ngươi, Y Tiểu Âm rất tức giận, lại không biết nên nói cái gì. Vợ y, nàng tức giận như vậy, là vì đói bụng sao? Hạ Thiên buồn bực, nàng chờ một chút, ta đi mua bữa sáng cho nàng. Hạ Thiên nói đi là đi, làm cho Y Tiểu Âm tức giận mà không tìm được người. Nàng sau đó phát hiện, đúng là nàng đói bụng. Mấy phút sau, Hạ Thiên mang bữa sáng trở về, mà Y Tiểu Âm cũng lười giận, chắc tối hôm qua tên khốn kia không thật sự sàm sỡ nàng. Thực sự là gặp quỷ, tiếp tục như vậy nhất định sẽ xảy ra chuyện. Trong lòng của Y Tiểu Âm biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhưng vấn đề là, nàng lựa chọn làm như thế, thì không cách nào thay đổi tình hình bây giờ. Y Tiểu Âm bắt đầu yên tâm ăn điểm tâm, hơn nữa còn ở một chỗ với Hạ Thiên. Thậm chí Hạ Thiên đưa một cái bánh bao hấp đến bên miệng nàng, nàng cũng ngoan ngoãn ăn vào, không thể không nói, tình huống hiện tại của nàng và Hạ Thiên, trong mắt người ngoài, chắc chắn thì sẽ không nghi ngờ bọn họ có quan hệ tình nhân hoặc quan hệ vợ chồng. Mà điều kia là điều khiến Y Tiểu Âm không biết nên làm sao nhất, bởi vì mặc kệ nàng thừa nhận cũng được, phủ nhận cũng được, trên thế giới này, Hạ Thiên là nam nhân có quan hệ thân mật nhất với nàng, bây giờ điều duy nhất nàng có thể làm chính là duy trì khoảng cách nhất định với hắn. Đột nhiên, Y Tiểu Âm phát hiện, thật ra nàng vẫn có chút chờ mong Tô Bối Bối trở về, bởi vì bây giờ dường như Hạ Thiên rất quan tâm đến Tô Bối Bối kia, chờ nàng ấy trở về, nói không chừng Hạ Thiên sẽ không quấn nàng như thế nữa. Đúng lúc này, điện thoại của Hạ Thiên kêu lên, sau đó, Y Tiểu Âm đã nghe được giọng nói hưng phấn của Hạ Thiên, bối nha đầu, ngươi trở về rồi sao? Còn chưa có trở về, cái gì, ngươi nói ai xảy ra chuyện? Hạ Thiên nhanh chóng cúp điện thoại. Sau đó bế Y Tiểu Âm lên, rồi hắn ôm Y Tiểu Âm nhảy ra ngoài từ trong cửa sổ. Chương 1861, Tô Tiểu Sán gặp nạn. Lần này, Y Tiểu Âm không mắng Hạ Thiên, cũng không giãy giụa, bởi vì nàng thực sự đã nghe được những gì Tô Bối Bối nói qua điện thoại, đó là Tô Tiểu Sán xảy ra chuyện. Tô Tiểu Sán bị tai nạn ô tô, tối qua hắn ở nhà Hứa Như, sáng nay hắn rời đi trở về nhà họ Tô, trên đường về nhà thì bị xe của ai đó tông phải. Mà Tô Tiểu Sán cũng được cho là bị thương nặng, hiện đang ở bệnh viện. Tô Bối Bối vừa nhận được tin đã gọi điện cho Hạ Thiên, hiện tại, nàng đang vội vàng về nhà, về phần Hạ Thiên, đương nhiên bây giờ hắn đã đến bệnh viện rồi. Nhắc mới nhớ, thật trùng hợp, Tô Tiểu Sán được đưa đến bệnh viện Y Nhân Các, vì bệnh viện kia cũng là bệnh viện gần nhất với nơi xảy ra tai nạn xe của Tô Tiểu Sán. Khi Hạ Thiên và Y Tiểu Âm cùng nhau xuất hiện trong phòng cấp cứu, các bác sĩ và y tá đều không khỏi bàng hoàng. Không chỉ vì bất ngờ nhìn thấy viện trưởng xuất hiện, mà còn vì vị viện trưởng xinh đẹp như tiên nữ của họ đang bị một nam nhân đặt xuống từ vòng tay của mình. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta sẽ làm thay. Giọng nói bình tĩnh của Y Tiểu Âm vang lên, nhưng cũng có giọng điệu ra lệnh, các bác sĩ và y tá trong phòng cấp cứu nghe thấy lời kia, lập tức không do dự, nhanh chóng rời đi. Lúc họ rời khỏi phòng cấp cứu, nhiều người vẫn ngoái lại nhìn. Nhưng họ càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện vị viện trưởng xinh đẹp của họ bây giờ đang đứng ngoài quan sát, người thực sự tiếp nhận công việc của họ chính là nam nhân kia. Chẳng lẽ, vài bác sĩ thì thầm với bản thân,
với tư cách là nhân viên của bệnh viện Y Nhân Các, họ thực sự biết có vài tin đồn bên trong bệnh viện. Hồi đó bệnh viện Y Nhân Các có thể trực tiếp đăng ký cho thần y Hạ Thiên chữa trị, tuy rằng hiện tại đã bị hủy bỏ nhưng vài người vẫn biết được đôi điều về mối quan hệ giữa Y Tiểu Âm và Hạ Thiên. Tất nhiên bên ngoài không ai dám nói gì, nhưng nghĩ trong lòng thì không sao. Hạ Thiên nhanh chóng ghim kim lên người Tô Tiểu Sán, Tô Tiểu Sán bị thương rất nặng, nói đơn giản là nếu Hạ Thiên không xuất hiện, cho dù Y Tiểu Âm tới đây cũng không cứu được Tô Tiểu Sán. May mà Hạ Thiên có nghịch thiên bát châm, như người ta nói nhất châm sinh, nhị châm tử, tam châm thịt cốt, tình hình hiện tại nghịch thiên đệ nhất châm không thể cứu được Tô Tiểu Sán, nhưng thật ra, cần phải dùng nghịch thiên đệ nhị châm và nghịch thiên đệ tam châm cùng nhau mới có thể khiến Tô Tiểu Sán hồi phục. Hạ Thiên không chút dè dặt về chuyện kia, thi triển liên tục nghịch thiên đệ nhị châm và nghịch thiên đệ tam châm, không chỉ chữa trị các cơ quan nội tạng đã bị hư hại của Tô Tiểu Sán mà còn giúp cơ thể gần như hỏng một nửa của hắn trở lại bình thường. Nếu không phải Y Tiểu Âm đang nhìn mà là những người bình thường khác, nhìn thấy cảnh kia chỉ e đã cảm thấy mình gặp quỷ. Bên ngoài vang lên một tiếng ồn ào, vào lúc này, Hạ Thiên cũng thu châm lại, sau đó bước ra khỏi phòng cấp cứu, Y Tiểu Âm cũng đi theo phía sau. Một đám người vội vàng chạy tới, người dẫn đầu còn có chút quen thuộc, sau đó người kia nhìn thoáng qua đã nhận ra Hạ Thiên. Hạ Thiên, người đó sừng sốt trong giây lát, sau đó vui mừng khôn xiết, ngươi đến rồi. Vậy anh cả không sao chứ? Ngươi đang nói nhảm à? Hạ Thiên uể oải nói, hắn đang chợp mắt một chút, sẽ sớm dậy thôi. Hạ Thiên nhìn người đó, hơi bối rối, ngươi là ai? Người kia hơi trầm mặt, rồi cuối cùng nói ra tên mình, ta là Tô Tuấn Phong. Ồ, là ngươi à, mới lâu không gặp, sao ngươi trông già như vậy? Hạ Thiên nhớ ra, Tô Tuấn Phong suýt nữa đã bị lời của Hạ Thiên làm tức chết, già đi là sao? Hắn cũng chỉ ngoài 30 tuổi thôi. Còn nữa, mới ít lâu không gặp cái gì, đã hơn 10 năm rồi đấy. Tiểu Sán đang ở đâu? Bác sĩ, à, Hạ Thần Y, Y Tiên Tiểu Thư, hai người cũng ở đây, một giọng nói hoảng sợ khác truyền đến, không ai khác chính là Hứa Như. Rõ ràng là Hứa Như cũng nhận được tin sau đó chạy tới đây. Hứa Tiểu Thư, đừng lo lắng, Tô Tiểu Sán không sao đâu. Y Tiểu Âm an ủi Hứa Như. Vậy. Hai người các ngươi chơi cả đêm qua phải không? Nhưng chơi cả đêm như vậy thì thôi đi, sao các ngươi không chơi thứ khác, uống rượu cả đêm thế kia à? Hạ Thiên nhìn Hứa Như uể oải hỏi. Uống rượu, Hứa Như giật mình, Hạ Thần Y, chúng ta không uống rượu, ta và Tiểu Sán thảo luận về đám cưới suốt đêm, chúng ta uống vài tách cà phê, nhưng chúng ta tuyệt đối không uống rượu. Ừ, ngươi thực sự không uống rượu. Bây giờ, Hạ Thiên gật đầu, vậy có chút kỳ lạ. Ta vừa phát hiện Tô Tiểu Sán có rất nhiều rượu trong người, chắc là uống rất nhiều rượu. Ngẫm nghĩ, Hạ Thiên nhìn Hứa Như, lại hỏi, hừm, Tô Tiểu Sán rời khỏi nhà ngươi từ khi nào? Lúc gần 7 giờ, Hứa Như đáp, bây giờ là 8 giờ rưỡi, vụ tai nạn xe hơi chắc là xảy ra cách đây chưa đầy nửa tiếng, vẫn còn một tiếng ở giữa, chà, có vẻ như không ổn. Hạ Thiên lẩm bẩm rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho bé ngoan. Chương 1862 Bị người ám hại, là một tên mù đường, thật ra Hạ Thiên cũng không rõ từ nhà Hứa Như đến địa điểm xảy ra tai nạn mất bao lâu, hắn căn bản thấy chắc chắn không cần một tiếng đồng hồ, vậy câu hỏi đặt ra là Tô Tiểu Sán đã làm gì ở khoảng thời gian đó? Ta bị sao vậy? Hiện tại, một giọng nói hơi mơ hồ truyền đến, sau đó mọi người nhìn thấy Tô Tiểu Sán vẫn đang mặc áo phẫu thuật đứng ở cửa phòng cứu hộ, có chút mê mang. Tiểu Sán, Hứa Như vội vàng chạy tới, ngươi. Ngươi không sao chứ? Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Không sao đâu, ta cảm thấy khá ổn, đây là bệnh viện. Phòng cấp cứu, với lại sao các ngươi đều ở đây ta, đợi đã, ta nhớ ra rồi, Tô Tiểu Sán bắt đầu nhớ lại ta dường như gặp tai nạn xe. Anh, ngươi bị tai nạn rất nghiêm trọng lắm, may mà Hạ Thiên qua đây, nếu không Tô Tuấn Phong thì thào. Hạ Thiên, ngươi lại cứu mạng ta một lần nữa rồi. Tô Tiểu Sán cười khổ nhìn Hạ Thiên, ta thật may mắn. Theo lý mà nói, tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy không phải là may mắn, nhưng bây giờ Tô Tiểu Sán nói ra lời này, ai cũng không cho là sai, dù sao nếu không phải may mắn, có lẽ hắn đã chết rồi. Tiểu Sán, sau khi ngươi rời khỏi nhà ta, ngươi còn đi nơi khác sao? Hạ Thiên nói ngươi đã uống rất nhiều rượu, có phải ngươi có chuyện gì cần lo lắng không? Hiện giờ, Hứa Như không nhịn được mà hỏi. Nàng muốn hỏi cũng không có gì lạ, Tô Tiểu Sán thảo luận với nàng chuyện hôn lễ suốt một đêm, đều đã thảo luận xong xuôi cả,
sau đó hắn chạy đi uống rượu, còn uống đến say xỉn rồi bị tai nạn ô tô, có vẻ như Tô Tiểu Sán thật sự không muốn cưới nàng. Uống rượu, Tô Tiểu Sán bối rối, không, ta không uống rượu, sau khi rời khỏi nhà ngươi, ta chuẩn bị về nhà, ta vừa lái xe được vài phút thì cảm thấy rất buồn ngủ, cho nên ta đậu xe bên đường, sau đó ngủ một giấc, khi tỉnh dậy ta tiếp tục lái xe về nhà thì bất ngờ xảy ra tai nạn ô tô. Thấy Hứa Như vẫn có vẻ hoài nghi, Tô Tiểu Sán lại nhanh chóng nói, Hứa Như, ngươi nghĩ xem, dù ta thực sự uống rượu, sao ta vẫn có thể lái xe chứ? Ta thực sự không uống rượu, ta chỉ chợp mắt một lúc. Cha, ngươi có thực sự ngủ không? Lúc này, Hạ Thiên nhận được tin nhắn từ bé ngoan, nhưng trong khi ngươi ngủ, ngươi vẫn uống rượu. Ngừng một hồi, Hạ Thiên lại bổ sung, ầy, phải nói rằng là đã uống rượu, vẫn không đúng lắm. Ngươi có thể nói rõ hơn được không? Y Tiểu Âm không nhịn được hỏi. Ôi, vợ y, chuyện đó nàng không thể trách ta, là do bé ngoan không nói rõ. Hạ Thiên trông rất vô tội, nói tóm lại, Tô Tiểu Sán có cồn trong người, nhưng không phải uống vào mà là có người tiêm vào người, bởi vì trước đó vì vụ tai nạn xe kia, hắn đã bị thương rất nhiều, nên ta không để ý dấu vết mũi tiêm. Mọi người ngẩn ngơ một lúc, bị tiêm vào, chẳng phải có nghĩa là... Nói cách khác, vụ tai nạn xe của ngươi không phải ngẫu nhiên mà có người muốn giết ngươi. Hạ Thiên nhìn Tô Tiểu Sán, uể oải nói, còn về chuyện ai định giết ngươi thì bây giờ ta không biết, tuy camera giám sát quay được người đó, nhưng tên kia che kín cả người, nhìn không ra hắn trông như thế nào cả. Một đám người vừa nghe thì trợn mắt hốc mồm, mới một lúc mà người này đã xem được giám sát rồi sao? Chà, có vẻ như không có chuyện của ta. Hạ Thiên lẩm bẩm, sao bối nhà đầu vẫn chưa đến thế? Đang nói chuyện thì mọi người nghe thấy một giọng nói truyền đến, tránh ra, hả? Anh cả, sao nhìn anh khỏe mạnh thế, không giống như sắp chết chút nào? Tất cả mọi người đều không nói nên lời, cho dù chuyện thành như thế thì nói như vậy cũng có chút kỳ quái. Mọi người cũng nhìn thấy người tới, nam nhân nhìn căn bản sẽ phát ngốc, còn nữ nhân lại có chút ghen tị. Đối với Y Tiểu Âm, nàng lập tức hiểu được tại sao Hạ Thiên không bao giờ quên được Tô Bối Bối. Tô Bối Bối này... Bộ dáng bây giờ thực sự có chút muốn làm người ta ngồi tù 15 năm, không phải nóng bỏng kiểu bình thường, thân hình nàng ấy rất đẹp, bản thân nàng còn cảm thấy có vài phần không bằng Tô Bối Bối. Bối nha đầu, sao bây giờ ngươi mới về? Hiện tại, Hạ Thiên cũng nói, ngươi có biết nếu ta không đến nhanh, với tốc độ quay về của ngươi thì ngươi đã không được nhìn thấy anh của mình lần cuối rồi. Một đám người lại không nói nên lời, còn có người nói chuyện như thế sao? Hừ! Nếu ta không được gặp anh cả của ta lần cuối, thì đây là lần cuối cùng ta gặp ngươi. Tô Bối Bối trừng mắt với Hạ Thiên, nếu chút chuyện như vậy ngươi cũng không thể làm được, thì đừng nhận mình là thần y nữa. Bối nha đầu, ngươi như vậy là sai rồi, ngộ nhớ anh của ngươi trực tiếp chết đi thì ta không cứu được. Hạ Thiên lườm Tô Bối Bối, có chút không vui. Ta không quan tâm, dù sao cũng là lỗi của ngươi. Dáng vẻ của Tô Bối Bối bây giờ là không nói đạo lý, dù sao ta chính là vô lý đấy. Ngươi có thể làm gì ta, tên biến thái, ngươi lại đánh ta. Tô Bối Bối dương nanh múa vuốt, rõ ràng là muốn đánh nhau với Hạ Thiên, nhưng xem ra không đánh được vì đã bị Hạ Thiên ôm lấy rồi. Chương 1863, quản nam nhân của ngươi đi. Này, tên biến thái chết tiệt, thả ta ra. Tô Bối Bối có chút tức giận. Bối nha đầu, dạo này ngươi hay chạy đi tập thể dục sao? Thân hình lại thay đổi tốt hơn rồi. Hạ Thiên cười hì hì hỏi. Tô Bối Bối rất muốn quay đầu lườm Hạ Thiên một cái, nhưng nàng lại cảm thấy thật ra lời đó cũng không sai, mấy ngày qua nàng bay khắp nơi, hình như cũng có thể coi là tập thể dục, dù sao thì đó cũng là một loại vận động. Còn chuyện thân hình nàng thay đổi, thật ra chính nàng cũng tự mình cảm nhận được, lần này tuy thân hình của nàng thay đổi không quá rõ ràng nhưng lại càng hoàn mỹ hơn, vấn đề duy nhất chính là tên đại háo sắc Hạ Thiên kia, thậm chí ngay cả thay đổi như thế cũng có thể nhìn ra được. Phải biết rằng, chính là lúc đang tắm nàng mới có thể cảm nhận được những thay đổi của cơ thể mình. Rất rõ ràng, bây giờ Hạ Thiên sẽ không để cho Tô Bối Bối đi, thật vất vả bối nha đầu đó mới trở về, trước tiên hắn phải ôm một lát đã. Cha, ôm rất thoải mái, hắn rất thích. Y Tiểu Âm, quản chồng ngươi một chút đi, đừng để hắn mất lịch sự với ta. Tô Bối Bối la lên một câu. Tô Đại Tiểu Thư, chính ngươi tự quản lý nam nhân của mình đi, đừng đến tìm ta. Y Tiểu Âm thản nhiên nói. Hầu hết những người vây xem đều bối rối, vì vậy có một câu hỏi được đặt ra là, rốt cuộc nam nhân này là ai?
mà phần lớn những nam nhân có mặt ở đây đều đang hâm mộ và ghen tị, tên khốn kia thật là may mắn, hai đại mỹ nhân có khuôn mặt như tiên nữ, thân hình đều giống như yêu nữ, hình như đều thuộc về tên đó. Nói tóm lại, những nam nhân có mặt bây giờ, e rằng ngoại trừ hai anh em nhà họ Tô ra thì những người khác đều hy vọng mình có thể thay thế vị trí của Hạ Thiên, sau đó sẽ ôm vị Tô đại tiểu thư xinh đẹp và gợi cảm này vào trong ngực. Hừ, tên biến thái này không phải là nam nhân của ta, ta cũng không để hắn được như ý đâu. Tô Bối Bối hừ nhẹ một tiếng, này, ngươi ôm cũng ôm rồi, thả ta ra đi. Ôm rất thoải mái, tại sao ngươi lại muốn ta buông ra chứ? Hạ Thiên không hiểu. Bởi vì y tiên nhà ngươi sẽ ăn dấm, Tô Bối Bối tức giận nói. Thật sao, Hạ Thiên có chút nghi ngờ, sau đó hắn nhìn về phía Y Tiểu Âm, vợ y, nàng ghen sao? Ở đây không có chuyện của ta, ta đi về trước đây. Y Tiểu Âm dứt khoát xoay người rời đi. Này, Y Tiểu Âm, ngươi chờ một chút, nếu như ngươi muốn đi thì hãy đưa nam nhân của ngươi đi đi, Tô Bối Bối vội vàng hét lên một câu, nhưng nàng còn chưa kịp nói dứt lời Y Tiểu Âm đã biến mất rồi. Không sao đâu, bối nhà đầu, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đi tìm nàng ấy là được rồi. Dáng vẻ của Hạ Thiên như đang an ủi Tô Bối Bối. Ta không muốn đi tìm nàng ấy với ngươi, Tô Bối Bối khẽ hừ một tiếng. Được rồi, ta nói này Bối Bối, ngươi cũng đừng có diễn ân ái với Hạ Thiên nữa. Ở đây nhiều người như vậy, hay chúng ta về nhà trước đi. Cuối cùng thì Tô Tiểu Sán nhịn không được mở miệng nói chuyện. Anh cả, ngươi có tin là ta sẽ đánh ngươi hay không? Ta mới không thèm diễn ân ái với tên biến thái đó đâu. Tô Bối Bối không vui, nhưng lần này nàng lại rất nhanh chóng chuyển sang chuyện khác. Ai, anh cả, tối hôm qua ngươi nói muốn kết hôn thì hôm nay xảy ra tai nạn xe cộ. Ta không nghĩ đó là điềm lành đâu, hay ngươi đừng nên kết hôn nữa. Bối nha đầu, ngươi như vậy là không đúng rồi. Anh cả của ngươi rất vất vả mới tìm được một cô vợ. Sao ngươi có thể bảo hắn không kết hôn chứ? Hạ Thiên mở miệng nói. Ngươi... Cái tên bệnh thần kinh câm miệng cho ta, bởi vì để cho ta trở về với ngươi mà đi thúc giục anh ta kết hôn. Ta đã lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên ta gặp một bệnh tên thần kinh như ngươi vậy. Tô Bối Bối nghĩ tới chuyện đấy thì lại nổi nóng, hắn là ai cơ chứ, lại còn có hành vi thần kỳ như vậy. Tuy nhiên, lời nói của Tô Bối Bối đã bị Hạ Thiên cắt ngang, bối nhà đầu, đây không phải là lần đầu tiên ngươi gặp ta nha, chúng ta đã gặp nhau từ 10 năm trước rồi. Được lắm. Có phải là từ mười mấy năm trước cái tên biến thái ngươi đã đánh chủ ý lên ta rồi không? Tô Bối Bối thở phì phò nói. Bối nha đầu, lời kia của ngươi phải nói ngược lại. Rõ ràng là ngươi vẫn luôn muốn làm vợ của ta, chỉ là ta không đồng ý mà thôi. Hạ Thiên vẫn giữ vững cái quan điểm kia. Ta, Tô Bối Bối tức điên lên, nhưng nàng rất nhanh đã tỉnh táo trở lại, ta không tranh cãi với ngươi nữa, tóm lại là ngươi thả ta ra. Anh cả, hay chúng ta về nhà trước đi. Hiện tại, Tô Tuấn Phong mới nói với Tô Tiểu Sán. Được, chúng ta đi về trước rồi lại nói. Tô Tiểu Sán gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Như, A Như, người cũng về nhà với ta trước đi. Tiểu Sán, Nana vẫn đang ở nhà, mặc dù ngươi đã tìm người giúp ta chăm sóc nàng ấy nhưng ta vẫn không yên tâm, ta vẫn nên đi về trước đây. Hứa Như hơi do dự một chút rồi nói. Thật ra, Hứa Như cũng đã nhận ra nhà họ Tô không có chào đón mình. Cho dù là Tô Tuấn Phong đã xuất hiện trước đó hay Tô Bối Bối vừa mới xuất hiện, đến tận bây giờ bọn hắn vẫn đều chưa từng bắt chuyện với nàng. Chương 1864. Sau này đừng chạy khắp nơi nữa. Đừng, Hứa Như, ta cảm thấy tình hình bây giờ không ổn lắm. Từ hôm qua đến hôm nay, người bên cạnh chúng ta đã xảy ra vài chuyện. Ta không nghĩ những chuyện đó đều là sự trùng hợp. Tô Tiểu Sán lắc đầu, như vậy đi, trước tiên ta sẽ đi về nhà với ngươi, đưa Nana đi theo. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau về nhà họ Tô. Ở nhà họ Tô, chúng ta sẽ an toàn hơn. Bối nhà đầu, chị dâu tương lai của ngươi hình như đang không được an toàn, ngươi phải bảo vệ nàng ấy một chút. Lúc này, Hạ Thiên mở miệng nói. Này, không phải là ngươi sợ ta chạy trốn sao? Tại sao ngươi lại muốn ta làm vệ sĩ của người khác? Tô Bối Bối rất không vui. Tô đại tiểu thư nàng sẽ không lưu lạc đến tình cảnh làm vệ sĩ cho người khác đâu. Ừ. Ta biết là ngươi thích ở bên cạnh ta hơn. Hạ Thiên cười hì hì. Thôi quên đi, ta vẫn nên đi làm vệ sĩ cho nàng ấy thì hơn. Tô Bối Bối lập tức thay đổi chủ ý. Vậy không được, ngươi là vợ của ta, sao ta có thể để cho ngươi đi làm vệ sĩ cho người khác được? Hạ Thiên nói rất chân thành, thế này thì mất thân phận của ta. Tô Bối Bối lại lần nữa im lặng,
nam nhân kia không phải là tâm thần phân liệt bình thường. Vừa rồi hắn còn mới nói để nàng đi làm vệ sĩ, bây giờ hắn lại nói không đồng ý. Khi nào thì chị họ ta trở về đây, bệnh tâm thần của ngươi càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Tô Bối Bối bắt đầu nhớ tới Diệp Mộng Oánh. Tô Tiểu Sán và Tô Tuấn Phong ở một bên thực sự càng không nói nên lời, nhưng thật ra trong lòng bọn hắn cũng đều có một cảm giác, đó chính là, người có thể chị em gái nhỏ nhà bọn hắn, thật đúng là chỉ có mỗi Hạ Thiên. Cái kia, Bối Bối, chúng ta đi trước đây. Tô Tiểu Sán lại mở miệng nói, lần này hắn mặc kệ Tô Bối Bối có đồng ý hay không, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Một đám người rất nhanh đã rời đi, Tô Tuấn Phong lại một lần nữa tự mình làm tài xế, một vệ sĩ ngồi ở ghế phụ, mà ở ghế sau xe thì ngồi hai nam hai nữ. Ba vị trí, bốn người ngồi. À, Tô Bối Bối ngồi ở trên đùi Hạ Thiên, rõ ràng đây thực sự không phải là do nàng chủ động. Cái kia, chị dâu, người có con gái phải không? Bây giờ, Tô Bối Bối mới nói chuyện phiếm với Hứa Như. Đúng vậy, 10 tuổi. Hứa Như gật đầu. Con gái của ngươi có xinh đẹp không? Tô Bối Bối lại nghiêm túc hỏi. Na Na rất xinh đẹp, tất nhiên là Hứa Như cảm thấy con gái của mình xinh đẹp. Vậy thì ngươi phải đề phòng tên háo sắc Hạ Thiên này một chút, ta nói cho ngươi biết, có thể là hắn sẽ coi trọng con gái của ngươi. A, Lưu Manh, ngươi làm gì vậy? Tô Bối Bối còn chưa dứt lời, nhưng một tiếng thét xấu hổ đã vang lên, nguyên nhân rất đơn giản, nàng bị vô lễ. Trong một không gian nhỏ như vậy, nàng lại vẫn luôn ngồi trên đùi của Hạ Thiên, nên hắn sẽ có một vạn cách để phi lễ với nàng. Vợ không nghe lời, cần dạy dỗ một chút. Hạ Thiên cười hì hì nói. Ta không phải là vợ của ngươi. Tô Bối Bối tức giận nói, hiện tại ta vẫn chưa đồng ý làm vợ ngươi đâu. Trước kia ngươi đã muốn làm vợ ta, rồi bây giờ ta đồng ý. Cho nên hiện giờ ngươi chính là vợ của ta. Suy nghĩ của Hạ Thiên rất rõ ràng. Hừ, ta không tranh cãi với ngươi nữa. Ngược lại ngươi cũng đừng có nghĩ là ta sẽ thèm muốn cái tên biến thái ngươi, ta sẽ không để cho ngươi chiếm tiện nghi của ta đâu. Tô Bối Bối khẽ hừ một tiếng, nhưng hình như nàng đã quên rằng bây giờ nàng đang bị Hạ Thiên chiếm tiện nghi. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng thì chuyện đó không tính là chiếm tiện nghi, dù sao nàng vẫn thường xuyên bị Hạ Thiên ôm ôm ấp ấp. Bối Bối, lúc trước ngươi chạy đi đâu vậy? Hiện tại, Tô Tiểu Sán mới mở miệng hỏi, hắn quyết định thay đổi chủ đề một chút. Nghe nói ngươi đã giao chức tổng giám đốc tập đoàn thần y cho người khác, làm như vậy có phải là không được tốt lắm không? Có cái gì mà không tốt, dù sao thì tập đoàn thần y là của tên biến thái Hạ Thiên này, tổng giám đốc hiện tại cũng là vợ của hắn. Ta sẽ không ngốc giống như chị họ, bị hắn chiếm tiện nghi cũng coi như thôi đi, lại còn giúp hắn kiếm tiền nuôi nữ nhân. Tô Bối Bối khẽ hừ một tiếng. Làm y nhân kia cũng là, Tô Tiểu Sán ngẩn người, sau đó hắn quyết định không hỏi nữa. Chuyện đó còn cần phải hỏi sao? Hiện giờ, Hứa Như chỉ có một cảm giác, cuộc sống cá nhân của vị hạ thần y kia thật sự rất loạn. Này, tên háo sắc, trước đây ngươi để cho Y Tiểu Âm nói với ta những chuyện kia, không phải vì lừa ta trở về chứ? Lúc này, Tô Bối Bối mới hỏi. Bối nha đầu, những chuyện đó đều là thật, cho nên sau này ngươi đừng chạy khắp nơi nữa, không an toàn. Hạ Thiên thuận miệng nói. Ở cùng một chỗ với ngươi mới không an toàn. Tô Bối Bối hừ nhẹ một tiếng, trước đó anh cả ta còn rất tốt, bây giờ, người vừa xuất hiện, anh hai của ta lại xảy ra chuyện ngay. Không biết có phải bị người liên lụy hay không đây này, kẻ thù của ngươi đếm không có xuể. Ồ, chuyện kia cũng có thể. Hạ Thiên không có phản bác lời đó, hắn cảm thấy cũng có thể tồn tại khả năng này, dù sao thì ngày hôm qua hắn mới gặp Tô Tiểu Sán, ngày hôm nay Tô Tiểu Sán suýt nữa thì chết, cũng thật là quá trùng hợp rồi. Nếu ngươi biết có khả năng này, tại sao ngươi không tránh xa anh ta ra một chút? Tô Bối Bối tức giận nói, không được, ngươi nên tránh xa ta một chút, nếu không sau này kẻ thù của ngươi cũng sẽ tới tìm ta gây phiền phức, cũng sẽ gián tiếp gây rắc rối cho anh hai ta, tóm lại ngươi chính là người chuyên gây họa. Bối nha đầu, ta sẽ cách thật xa anh trai của ngươi. Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta sẽ không cần gặp anh hai của ngươi nữa đâu. Hạ Thiên lười biếng nói. Tô Tiểu Sán dở khóc dở cười, tên này nói chuyện thật đúng là trực tiếp. Hạ Thiên, một khi chuyện giữa ngươi và Bối Bối truyền ra ngoài, cho dù Bối Bối có đi theo ngươi thì những người muốn gây phiền phức cho ngươi vẫn sẽ như cũ tìm đến nhà họ Tô chúng ta thôi. Bây giờ, người đang lái xe về phía trước, Tô Tuấn Phong nhìn không được nói, Bối Bối, ngươi đừng nghĩ đến việc để cho Hạ Thiên rời đi, chuyện đã như thế vậy rồi, chúng ta vẫn nên nghĩ cách tìm ra kẻ đã hại anh cả, như vậy vấn đề mới có thể thật sự được giải quyết được.
bối nha đầu, anh hai của ngươi đã trở nên thông minh hơn rồi. Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, cuối cùng thì hắn cũng không ngốc như trước nữa. Ngươi mới ngốc ý, Tô Bối Bối hừ nhẹ một tiếng, nàng còn đang định nói điều gì đó thì trong xe chợt vang lên tiếng chuông điện thoại của ai đó. Chương 1865, cuộc điện thoại kỳ lạ. Đó là điện thoại của Hứa Như. Hứa Như cầm điện thoại di động lên nhận điện thoại, xin chào, ta là Hứa Như, ai vậy? Hứa tiểu thư, nghe nói người muốn kết hôn, ta nghĩ ta nên chúc mừng ngươi một chút. Ở đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói có phần máy móc. Hạ Thiên chớp chớp mắt, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho bé ngoan. Tô Bối Bối định mở miệng nói chuyện nhưng đột nhiên bị Hạ Thiên che miệng lại, sau đó Hạ Thiên nới lỏng ra, mà bây giờ Tô Bối Bối đã hiểu được ý của Hạ Thiên, nàng không nói gì nữa. Xin hỏi, ngươi là ai? Hứa Như nhịn không được hỏi. Hứa tiểu thư, đừng hỏi ta là ai, ta chỉ muốn hỏi ngươi, có phải buổi sáng hôm nay ngươi đã gọi điện cho chồng chưa cưới của mình không? Giọng nói máy móc hỏi ngược lại, nếu như ngươi đã gọi điện thoại, có lẽ ngươi đã biết hắn vừa xảy ra một tai nạn nhỏ, bây giờ, có thể ngươi đang ở bệnh viện nhỉ? Ngươi có ý gì? Trong giọng nói của Hứa Như ẩn chứa chút tức giận. À, Hứa tiểu thư, thật ra hôm qua con gái của ngươi còn suýt bị bắt cóc nữa đúng không? Giọng nói máy móc kia lại hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Hứa Như bất giác có chút căng thẳng. Hứa tiểu thư, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, thật ra, những chuyện kia không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Giọng nói máy móc đó không chút hoang mang nói, chuyện xảy ra với con gái ngươi ngày hôm qua và chuyện xảy ra hôm nay với chồng chưa cưới của ngươi, đó đều là một lời cảnh cáo cho ngươi mà thôi. Ta không chắc liệu chồng chưa cưới của ngươi còn sống hay không, nhưng ta có thể chắc chắn một điều. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Giọng nói của Hứa Như bắt đầu run lên. Điều ta có thể chắc chắn là nếu như ngươi không làm những gì ta nói, như vậy, lần tiếp theo, con gái ngươi sẽ là người xảy ra tai nạn. Hơn nữa ta có thể đảm bảo rằng con gái của ngươi nhất định sẽ không sống nổi. Ngươi, ngươi muốn ta làm gì? Sắc mắt Hứa Như tái nhợt đứng lên, nàng vô thức nhìn mọi người hai bên, nhưng lại phát hiện hình như không có ai để ý đến phản ứng của nàng. Thật ra, yêu cầu của ta rất đơn giản. Ta cần ngươi vẽ một bức tranh, một bức sẽ lấy ra bán đấu giá công khai, giống như những bức tranh cơ thể người mà ngươi đã vẽ trước đây. Giọng nói máy móc trực tiếp đưa ra yêu cầu, sự khác biệt duy nhất là, lần này người ngươi vẽ sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi. Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái tên, mà ngươi chắc chắn sẽ biết nàng, cũng chắc chắn biết dung mạo của nàng trông như thế nào. Còn về dáng người cụ thể ra sao, vậy thì ngươi cần phải tự tưởng tượng rồi. Hứa Như đang muốn nói gì đó thì đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói nhỏ, đồng ý với tên ngu ngốc kia đi. Giọng nói đó làm cho Hứa Như giật nảy cả mình, bởi vì nàng đã nghe ra đó là giọng nói của Hạ Thiên. Nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó lại nghe thấy Hạ Thiên nói, đừng nhìn, chính là ta đang nói chuyện với ngươi, tên ngốc kia không nghe thấy được lời trước đó của ta đâu. Ngươi cứ việc đồng ý là được, sau đó để tên ngốc đó sẽ nói tên cho ngươi biết. Mặc dù trong lòng Hứa Như có chút sửng sốt nhưng nàng rất nhanh đã hiểu được. Ngươi, ngươi muốn ta vẽ ai? Hứa Như run rẩy hỏi. Hứa tiểu thư, ngươi đây là đã đồng ý rồi sao? Giọng nói máy móc có vẻ hơi ngạc nhiên. Ta có thể không đồng ý sao? Các ngươi còn dùng con gái ta để uy hiếp ta, ta có thể không đồng ý sao? Nhưng ta nói cho ngươi biết, ta chỉ vẽ một lần, chỉ một lần thôi, các ngươi mau nói cho ta biết là ai, ta sẽ lập tức vẽ cho các ngươi, sau đó các ngươi đừng làm phiền ta nữa. Hứa Như trực tiếp hét lên với vẻ rất tức giận. Sắc mặt của Tô Tiểu Sán và Tô Tuấn Phong đang ngồi ở phía trước đều xuất hiện biểu cảm kỳ quái. Dường như bọn hắn muốn nói chuyện nhưng lại không phát ra tiếng. Tốt lắm, Hứa tiểu thư, xem ra ngươi cũng hiểu rất rõ tình trạng hiện tại của mình, vậy thì, ta sẽ chờ bức tranh ngươi vẽ. Trong thanh máy móc hình như có chút phấn khích, bây giờ, hãy nhớ kỹ, nữ nhân mà ngươi phải vẽ, tên là Triệu Vũ Cơ, không sai, chính là vị ca sĩ nổi tiếng Triệu Vũ Cơ kia. Cái gì, là nàng ấy, sắc mặt của Hứa Như đại biến, nếu ta vẽ nàng ấy chắc chắn sẽ không buông tha cho ta. Nếu như ngươi không vẽ, ta sẽ không bỏ qua cho con gái của ngươi, chính ngươi tự mình cân nhắc đi. Âm thanh máy móc kia hừ một tiếng, ta muốn nhìn thấy bức tranh trước 12 giờ đêm nay. Không cho Hứa Như có cơ hội nói chuyện, bên kia trực tiếp cúp điện thoại. A Như, có chuyện gì vậy? Ai vừa mới gọi điện cho ngươi vậy? Hiện tại, giọng nói của Tô Tiểu Sán vang lên.
vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế? Rõ ràng là ta đang nói chuyện, tại sao lại không có âm thanh? Giọng nói của Tô Tuấn Phong cũng truyền đến. Bởi vì ta đã làm cho các ngươi đều không thể nói chuyện được, tránh cho các ngươi làm hỏng việc lớn của ta. Hạ Thiên lười biếng nói, Tô Tiểu Sán, vợ của ngươi vừa mới bị uy hiếp, bọn hắn còn nghĩ là ngươi còn đang ở bệnh viện đấy. Chuyện kia, A Như, có thật không? Ai đã uy hiếp ngươi? Tô Tiểu Sán vội vàng hỏi. Anh cả, tất nhiên là thật rồi. Vừa nghe thấy là biết giọng của người đó chính là được dùng máy móc tạo ra. Cho nên ta mới không biết đó là ai. Bọn hắn đã dùng con gái của chị dâu để đe dọa nàng, muốn nàng vẽ một bức tranh. Tô Bối Bối nói. Chuyện đó, Bối Bối, làm sao ngươi biết được? Tô Tiểu Sán có chút không hiểu lắm. Anh cả, ngươi thật là ngốc, bởi vì ta và tên biến thái Hạ Thiên này đều có thể nghe được giọng nói trong điện thoại, theo lý thuyết thì tức là lỗ tai của chúng ta tốt hơn người khác một chút. Tô Bối Bối giải thích một chút. Sau đó, Tô Bối Bối quay đầu lại nhìn chằm chằm Hạ Thiên, này, ta đã nói là anh ta bị ngươi liên lụy, chuyện kia đúng là có liên quan đến ngươi rồi. Chương 1866, tương kế tựu kế. Chuyện này, Bối Bối, cụ thể là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tô Tiểu Sán vẫn nghĩ không ra, sau đó hắn lại nhìn về phía Hứa Như, A Như, đối phương uy hiếp ngươi chính là vì bắt ngươi vẽ một bức tranh sao? Ừ, Tiểu Sán, người kia bắt ta vẽ một bức tranh cơ thể người. Vấn đề là người kia rõ ràng bảo ta vẽ người khác, theo lý thuyết, nếu như ta thật sự vẽ, người bị ta vẽ cũng không phải là tự nguyện. Hứa Như gật gật đầu, hơn nữa việc đấy chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với nữ nhân kia, bởi vì dựa vào danh tiếng bây giờ của ta, mọi người đều sẽ cho rằng chính là do nàng ấy yêu cầu ta vẽ, còn cho rằng nàng ấy nhờ ta vẽ, ta cảm thấy người uy hiếp ta có thể đang muốn trả thù Triệu Vũ Cơ. Chờ đã, Triệu Vũ Cơ. Sắc mặt của Tô Tiểu Sán đã thay đổi, A Như, người mà tên kia muốn người vẽ, là Triệu Vũ Cơ sao? Đúng vậy, chính là vị ngôi sao ca nhạc kia, nữ hoàng nổi tiếng hoa ngữ hiện tại. Hứa Như gật đầu, ta hơi không hiểu lắm, rốt cuộc thì người kia và Triệu Vũ Cơ có thù hận gì? Hơn nữa ta nghe nói Triệu Vũ Cơ có bối cảnh rất sâu, chẳng lẽ người này có thù oán với gia tộc phía sau Triệu Vũ Cơ? Nhưng nếu là thật, nếu ta vẽ bức tranh đó, vậy không phải là ta cũng chết chắc sao? Dừng lại một chút, Hứa Như lại nói thêm, hơn nữa, ta còn rất thích Triệu Vũ Cơ nữa. Ta thực sự không muốn dùng cách đó để vu oan nàng, nàng cũng sẽ không phải là người để cho họa sĩ vẽ mình thành như thế đâu. Ta nói này chị dâu tương lai, ngươi cũng đừng lo lắng, chuyện kia hoàn toàn không phải là hướng về phía ngươi đâu. Tô Bối Bối nhịn không được mở miệng nói, ta đã nói rồi, người ta đang nhắm tới tên biến thái Hạ Thiên này. Nhưng chuyện đấy có quan hệ gì với Hạ Thần Y chứ? Rõ ràng là Hứa Như vẫn chưa hiểu ra. Tuy nhiên, một giây sau, nàng đột nhiên nghĩ đến, cái này, chẳng lẽ giữa Triệu Vũ Cơ và Hạ Thần Y? Không sai, Triệu Vũ Cơ cũng là vợ của tên háo sắc đó. Tô Bối Bối hử nhẹ một tiếng. Đối với Triệu Vũ Cơ, tất nhiên là nàng có ấn tượng rất sâu sắc, mà nguyên nhân cơ bản chính vì Vương Tiểu Nha. Phải biết rằng, Tô Bối Bối và Vương Tiểu Nha chính là kẻ thù truyền kiếp, trước kia các nàng đã cãi nhau và đánh nhau không ít lần. Chỉ có điều bây giờ Vương Tiểu Nha đã đi rồi, nên nàng coi như không tìm được đối thủ. Thật ra, từ nhiều năm trước nàng đã không đánh lại Vương Tiểu Nha, hơn nữa chuyện đấy cũng là một trong những lý do khiến nàng rất không thích Hạ Thiên. Chuyện kia, Hứa Như trợn mắt há mồm, chuyện này, vậy bây giờ ta nên làm thế nào? Ồ, không cần lo lắng, ta đang để cho người khác bắt tên ngu ngốc kia là được rồi. Hạ Thiên lười biếng nói, tên ngốc đó nghĩ trốn ở nước ngoài thì ta sẽ không bắt được hắn, nhưng hắn lại không biết rằng ta đều có thủ hạ ở khắp nơi trên thế giới. Vừa rồi lúc người kia gọi điện thoại cho Hứa Như, Hạ Thiên nhớ đến người mà Liễu Hàm và Liễu Vân Anh đã nói với mình, cũng có giọng nói máy móc gì đó. Cho nên Hạ Thiên không chút do dự đã lập tức để cho bé ngoan bắt đầu truy tìm theo cuộc gọi, đồng thời còn để bé ngoan gửi kết quả điều tra cho người trong thiên đạo tổ. Căn cứ vào kết quả theo dõi của bé ngoan thì người đó đang ở nước ngoài, hơn nữa lại đang di chuyển. Thế nhưng đối với thiên đạo tổ mà nói thì đây không phải vấn đề lớn, bây giờ, về cơ bản thiên đạo tổ đã xác định được vị trí của đối phương và đang tiến hành đuổi bắt. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, sau một thời gian sẽ có kết quả. Người đi đón con gái trước đi, đừng có vẽ cái gì cả, đừng nói là ta không nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn vẽ... Vậy thì trên thế giới này không ai có thể cứu ngươi đâu, anh ta cũng không thể bảo vệ được ngươi đâu. Tô Bối Bối mở miệng, tên háo sắc này luôn coi những cô vợ kia là bảo bối,
Hơn nữa cho dù tên biến thái kia không tìm ngươi gây sự thì người nhà họ Triệu sẽ khiến cho số phận của ngươi rất bi thảm. Nếu ngươi không tin thì hãy hỏi anh ta một chút, để hắn nói cho ngươi biết thế lực của nhà họ Triệu mạnh đến thế nào. Hứa Như, mặc kệ đối phương uy hiếp ngươi như thế nào, ngươi tuyệt đối không được vẽ bức tranh đấy. Tô Tiểu Sán cũng nói rất nghiêm túc, Triệu Vũ Cơ chính là công chúa của nhà họ Triệu, còn nhà họ Triệu là một gia tộc siêu lớn. Nhà họ Tô của chúng ta hoàn toàn không cùng một đẳng cấp so với bọn hắn. Dừng lại một chút, Tô Tiểu Sán nói thêm, Hứa Như, ta biết ngươi lo lắng cho Nana và vẫn luôn đặt con gái mình lên hàng đầu. Ta nói với ngươi như vậy là vì ta sợ ngươi phạm phải sai lầm. Tiểu Sán, ngươi yên tâm, ta hiểu rồi. Hứa Như gật đầu một cái ta, chỉ là ta có chút không hiểu lắm, bọn hắn làm như vậy chỉ vì để làm bôi nhọ danh dự của Triệu Vũ Cơ sao? Mọi chuyện chắc là sẽ không đơn giản như vậy, nhưng có một số việc mà chúng ta cũng không thể hiểu được. Tô Tiểu Sán lắc đầu, ngươi cũng không cần quản nhiều như vậy, Hạ Thiên và Bối Bối sẽ xử lý. Anh cả, tóm lại thì trước tiên cứ làm theo kế hoạch ban đầu, ta sẽ đưa cả chị dâu và con gái của nàng ấy đến nhà chúng ta. Ta sẽ ở nhà trước, có ta đây, không có chuyện gì đâu. Tô Bối Bối mở miệng nói, hiện tại, nàng cũng đang chuẩn bị thực hiện lời đề xuất trước đó của Hạ Thiên. Bắt đầu diễn vai vệ sĩ. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên vang lên, mà hắn cũng rất nhanh đã nhận điện thoại. Bắt được người chưa? Hạ Thiên thản nhiên hỏi. Chương 1867, người tiếp quản Thiên Đạo Tổ. Nghe Hạ Thiên nói, mấy người trên xe nhìn Hạ Thiên thì phát hiện hắn không nói nữa, vài phút sau hắn đã cúp máy. Này, thủ hạ của ngươi vô dụng thật đó. Tô Bối Bối rõ ràng cũng nghe thấy nội dung trong điện thoại, sao ngay cả người sống cũng không bắt được, để người ta tự sát chứ? Người thì bắt được nhưng chỉ tiếc là đã tự sát, nhưng đây không thể nói là vô dụng, thật ra có thể bắt được thì cũng đã không tệ, người muốn tự sát thì không dễ dàng ngăn cản được. Suy cho cùng, người của Thiên Đạo Tổ về cơ bản đều là người bình thường, những thành viên cốt cán của nhóm Thiên Đạo trước đây về cơ bản đều là vợ của Hạ Thiên. Bây giờ mấy cô vợ của hắn đều đã bỏ chạy, việc bắt sống đương nhiên không dễ dàng như vậy. Không thành vấn đề, họ sẽ tiếp tục điều tra, dù sao tên ngốc uy hiếp chị dâu tương lai của ngươi đã chết rồi. Thực ra Hạ Thiên không hài lòng lắm về chuyện đó, nhưng ở thời điểm hiện tại không còn cách nào khác. Hừ, tóm lại, những thủ hạ của ngươi không đủ giỏi, nếu có ta ở đó, ta nhất định sẽ trực tiếp bắt lấy người kia. Tô Bối Bối không hài lòng lắm. Bối nha đầu, ngươi là vợ ta. Tất nhiên phải giỏi hơn thủ hạ của ta rồi. Rõ ràng Hạ Thiên đồng ý với điều đấy, lúc trước, Thiên Đạo Tổ do vợ Mị Mị phụ trách, vợ Mị Mị và những người khác thực ra thỉnh thoảng cũng sẽ đi chơi, nên, không có gì không giải quyết được, còn bây giờ, rắc rối hơn một chút. Thiên Đạo Tổ trước đây có tồn tại cao thủ độ kiếp kỳ thỉnh thoảng xuất chiêu, hiện tại đương nhiên không thể sánh nổi, nhưng thực ra, hiện tại Thiên Đạo Tổ cũng đã rất mạnh rồi. Bối Bối, đừng ở đó trách Hạ Thiên nữa. Ngăn cản người khác tự sát không dễ như vậy đâu. Tô Tiểu Sán ở bên cạnh cũng hiểu đại khái, người uy hiếp Hứa Như đã tự sát, tuy rằng vẫn chưa rõ Hứa Như có thực sự an toàn hay không, nhưng ít nhất cũng là một tiến triển lớn. Quan trọng hơn là, đối phương vừa gọi cho Hứa Như đã bị Hạ Thiên tìm người xử lý, tốc độ ra tay có thể nói là không ai bằng. Hừ, dù sao đều là rắc rối do hắn tìm đến. Tô Bối Bối hừ nhẹ một tiếng, này, chỉ bằng ngươi nói cho nhà họ Triệu biết chuyện đó. Chỉ cần nói có người muốn đối phó với Triệu Vũ Cơ, bảo họ làm gì đó. Không cần ta nói, họ chắc chắn sẽ biết, Hạ Thiên thuận miệng nói. Rõ ràng lời Hạ Thiên nói không sai, hiện tại, nhà họ Triệu và Triệu Hiểu Trác vừa trả lời một cuộc gọi. Biết rồi, đào cả gốc rễ của bọn hắn ra. Triệu Hiểu Trác nhàn nhạt ra lệnh, sau đó cúp điện thoại, nhìn nữ tử Mỹ Lệ ngồi đối diện, thanh thanh tỷ, Hạ Thiên vừa gặp phải một sự cố nhỏ. Tuy rằng Thiên Đạo Tổ đã ra tay nhưng hiện tại năng lực của họ còn thiếu một chút, ta nghĩ ngươi cần phải ra tay. Ta ra tay như thế nào? Triệu Thanh Thanh có chút khó hiểu, ta cũng không phải là thành viên của Thiên Đạo Tổ. Ta nói này Thanh Thanh tỷ, sao ngươi còn chưa nghĩ tới, Thiên Đạo Tổ là địa phận của Hạ Thiên, trước đây là Tống Ngọc Mị nắm quyền, nhưng không có nghĩa là do nhà họ Tống phụ trách, chỉ vì Tống Ngọc Mị là người của Hạ Thiên thôi. Triệu Hiểu Trác giờ khóc giờ cười, sao ngươi lại ngây thơ như thế chứ? Ngươi chỉ cần nói một câu, chiếm lấy Thiên Đạo Tổ còn không dễ dàng sao? Đúng vậy, Thanh Thanh, thực ra rất đơn giản, ngươi gọi cho Hạ Thiên, bảo hắn tuyên bố một mệnh lệnh, Hiểu Trác sẽ sắp xếp việc tiếp theo cho ngươi. Tần Tiểu Lạc cũng ở bên cạnh xen vào cuộc trò chuyện, đúng lúc hiện tại bên kia vẫn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ của Hạ Thiên,
Hạ Thiên thu xếp cho một cá nhân tham gia vào là chuyện bình thường, dù nhà họ Tống có ý kiến thì cũng không nói được gì, đặc biệt là năng lực hiện tại của ngươi đủ để đảm đương việc của Thiên Đạo Tổ, tin ta đi, nhà họ Tống cũng sẽ hợp tác ngay thôi. Triệu Hiểu Trác tiếp lời, nếu bây giờ nhà họ Tống bắt đầu không hợp tác, vậy tương lai sẽ có nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn, cho nên, Thanh Thanh tỷ, cho dù là vì nhà họ Triệu của chúng ta hay vì Hạ Thiên, thì ngươi cũng phải phụ trách Thiên Đạo Tổ. Hiểu Trác, Tiểu Lạc, ta hiểu ý các ngươi, ta sẽ gọi cho sư phụ. Lý do Triệu Thanh Thanh đến đại bản doanh nhà họ Triệu là để giúp Hạ Thiên, mặc dù lúc đầu nàng không thích những việc đấy, nhưng vì nam nhân mà nàng thích, làm những chuyện gì đó mà nàng không thích không phải là vấn đề lớn. Hơn nữa, khi việc đó là làm vì nam nhân nàng thích, những thứ mà nàng không thích cũng có thể trở thành thích. Vì nàng thích giúp đỡ sư phụ có chút háo sắc của mình, nàng sẵn sàng làm tất cả những điều này vì hắn. Nghĩ là làm, Triệu Thanh Thanh lập tức gọi điện thoại cho Hạ Thiên, sư phụ, là ta đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi, ta muốn vào Thiên Đạo Tổ, vâng, được, ta hiểu rồi. Triệu Thanh Thanh nhanh chóng cúp máy, nhìn về phía Triệu Hiểu Trác, sư phụ nói hắn sẽ thông báo cho Thiên Đạo Tổ ngay, sẽ sớm có người liên hệ với ta. Quả nhiên, 3 phút sau, Triệu Thanh Thanh nhận được một cuộc gọi, ta là Triệu Thanh Thanh, được, ta sẽ mau chóng đến đó. Triệu Thanh Thanh nhanh chóng cúp máy, nhìn Triệu Hiểu Trác, người nhà họ Tống trong Thiên Đạo Tổ gọi điện cho ta, đề nghị ta đến tiếp quản Thiên Đạo Tổ, dường như họ không hề do dự. Chương 1868. Nhiều năm như vậy, nàng thực sự vẫn đợi hắn sao? Yên tâm, nhà họ Tống không ngu, hiện tại họ không rõ Tống Ngọc Mỹ đi đâu, vô luận như thế nào, hiện tại họ cũng sẽ không xung đột với chúng ta, tuy rằng có chút tranh chấp nội bộ, nhưng bây giờ nhà họ Triệu chúng ta, nhà họ Tống đều sẽ đứng cùng chiến tuyến với Hạ Thiên. Triệu Hiểu Trác cười nhẹ, đi thôi, Thanh Thanh tỷ, ta đi với ngươi một chuyến. Triệu Thanh Thanh gật đầu đứng lên, thật ra những chuyện này nàng cũng không giỏi lắm, nhưng nàng sẽ mau chóng thích ứng, mà trong giai đoạn đầu, Triệu Hiểu Trác có thể giúp đỡ cho nàng. Thành phố Giang Hải, Hạ Thiên, Tô Bối Bối và những người khác đã trở về nhà họ Tô. Này, đã xuống xe rồi, ngươi có thể thả ta ra rồi đấy. Tô Bối Bối có chút buồn bực. Tên biến thái Hạ Thiên đang ôm nàng lưu luyến không muốn buông ra, nhìn dáng vẻ của hắn đoán chừng hận không thể trực tiếp ôm nàng vào phòng. Bối nha đầu đừng lo, ta không mệt đâu, lúc nào ta cũng có thể ôm ngươi được. Hạ Thiên cười hì hì nói. Ai lo ngươi mệt chứ? Ngươi không mệt, ta mệt. Tô Bối Bối cáu kỉnh nói, lúc nào ta cũng phải đề phòng ngươi làm bậy, ta vất vả chết mất. Không đợi Hạ Thiên nói thì Tô Bối Bối lại nói, này, tóm lại ngươi thả ta ra đi. Nếu không ngươi đi tìm Thanh Thanh tỷ, dù sao người ta cũng ngoan ngoãn hầu hạ ngươi. Cuối cùng Hạ Thiên cũng thả Tô Bối Bối ra, tuy có chút không nỡ nhưng hắn cũng biết hiện tại Tô Bối Bối sẽ không để hắn toại nguyện, việc đó cần có thời gian. Được thôi, bối nhà đầu, ta thèm vào, ta không thích người nhà các ngươi cho lắm, ngoại trừ ngươi. Hạ Thiên nói, ta sẽ quay về tìm vợ y, nếu ngươi nhớ ta, cứ gọi cho ta, nếu ngươi có chuyện gì muốn tìm ta, ngươi cũng có thể gọi cho ta. Nếu ngươi không muốn nhờ ta giúp đỡ, ngươi cũng có thể tìm Thanh Thanh, bây giờ nàng ấy có thể giúp ngươi. Biết rồi, ngươi thật là nhiều lời. Tô Bối Bối trông như hận không thể đá Hạ Thiên biến mất ngay lập tức, đi nhanh lên, tìm y tiểu âm của ngươi, nếu không thì tìm Lam y nhân. Hạ Thiên không nói gì, chỉ là quay lưng bỏ đi. Tô Bối Bối thở phào nhẹ nhõm, tên lưu manh kia cuối cùng cũng rời đi rồi, hừ. Một giây sau. Hạ Thiên. Tên bại hoại nhà người, ngươi lại phi lễ với ta. Tô Bối Bối hét lên. Bối nha đầu, vừa rồi quên hôn ngươi, bây giờ bổ sung lại. Giọng Hạ Thiên từ xa vọng lại, nhưng chỉ nghe thấy tiếng, người thì không thấy đâu nữa. Tức quá, tên biến thái chết tiệt kia. Tô Bối Bối có chút sụp đổ, sao chị họ còn chưa về chứ? Bối Bối, ngươi cảm thấy sau khi mộng oánh về Hạ Thiên sẽ ngừng tìm ngươi sao? Tô Tiểu Sán không nhịn được đi tới bên cạnh nói. Tô Bối Bối đột nhiên giống như quả cà tím chết cóng, cả người trở nên bơ phờ, phải nhỉ, cho dù chị họ có về, tên háo sắc Hạ Thiên đã ưa thích nàng rồi, hắn nhất định sẽ không bỏ cuộc. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, Bối Bối, ta nói ngươi, bao nhiêu năm qua biết bao nhiêu người theo đuổi ngươi, cũng không thấy ngươi cho ai mặt mũi, ta thấy ngươi, chính là đang đợi Hạ Thiên thôi. Tô Tiểu Sán ở bên cạnh vạch trần chân tướng một cách không thương tiếc, đừng phủ nhận, hai người các ngươi đã náo loạn hơn 10 năm. Nếu không có cảm tình đặc biệt với hắn, bây giờ ngươi sẽ không để hắn hôn hay ôm ngươi một cách thản nhiên như vậy. Anh cả,
tin ta bảo Hạ Thiên cho ngươi vài châm biến ngươi thành người câm người điếc hay không? Tô Bối Bối nhìn chằm chằm vào Tô Tiểu Sán, chỉ cần ta nói, hắn nhất định sẽ làm. Được thôi, xem như ngươi lợi hại, nhanh như vậy đã dùng nam nhân của ngươi đe dọa ta. Tô Tiểu Sán nhanh chóng xoay người kéo Hứa Như đi vào bên trong. Hứa Như dắt con gái đi vào, vẻ mặt vẫn có chút không yên tâm. A Như, hiện tại ta không dám nói là sẽ không có chuyện ngoài ý muốn gì, nhưng bây giờ nàng đã đến nhà họ Tô chúng ta, Bối Bối cũng đang ở nhà, đây có thể coi là nơi an toàn nhất dành cho ngươi, đừng quá lo lắng. Hiện tại, Tô Tiểu Sán nhẹ giọng an ủi. Tiểu Sán, Bối Bối nàng ấy cũng không phải người bình thường sao? Hứa Như nhịn không được hỏi. Nữ nhân của Hạ Thiên không ai là người bình thường cả. Tô Tiểu Sán cười nhẹ, tóm lại, ngươi tin ta đi, Bối Bối ở nhà thì sẽ khiến nhà họ Tô an toàn hơn rất nhiều. Hứa Như gật đầu, không nói gì nữa. Bây giờ, Tô Bối Bối đứng ở cửa nhà họ Tô, có chút sững sờ, chằn chọc một câu hỏi, nhiều năm như vậy, nàng thật sự chờ đợi tên háo sắc to gan kia sao? Nhớ lúc trước khi ở trong tập đoàn thần y, bị Hạ Thiên nhìn cả người trống trơn, hình như nàng không quan tâm lắm nhỉ. Đặc biệt là, sau khi nàng phát hiện Hạ Thiên thật sự thích mình, mặc dù nàng trốn tránh khắp nơi nhưng trong lòng thực ra cũng có chút vui mừng. À, ta xấu chết mất, ta không muốn tên biến thái đó làm loạn đâu. Tô Bối Bối tự lẩm bẩm một mình, nhưng vấn đề là nàng có vẻ cũng thích mùi vị Hạ Thiên thích nàng. Sao cũng được, thuận theo tự nhiên, để tên háo sắc đó không được ăn trước đã. Tô Bối Bối quyết định không nghĩ nhiều, trong tình huống hiện tại nàng cũng không thể nghĩ nhiều. Hạ Thiên đương nhiên không biết Tô Bối Bối đang nghĩ tới những chuyện kia, hắn thật sự không thích nhà họ Tô cho lắm, trước đây Tô Bối Bối thích đối nghịch với hắn, bây giờ chỉ có Tô Bối Bối là hắn thực sự cảm thấy hứng thú. Sau khi rời khỏi nhà họ Tô, Hạ Thiên đi thẳng về khách sạn, nhưng hắn phát hiện ngoài Y Tiểu Âm thì còn có những người khác trong phòng. Chương 1869, căn bệnh kỳ quái. Ngoại trừ Y Tiểu Âm, trong phòng còn có một nam một nữ, nam tuổi khá lớn, trông có vẻ cỡ 60 tuổi, còn nữ ngược lại rất trẻ, hơn 20 tuổi. Nữ nhân dáng vẻ không tệ, nhưng nhìn cách ăn mặc của nàng, có vẻ là nhân viên phục vụ của khách sạn này. Lúc này, Y Tiểu Âm đang ngồi trên ghế sofa, mà hai người đó đang đứng đối diện Y Tiểu Âm, dáng vẻ rất cung kính khách khí. Hạ Thiên đi tới ngồi xuống bên cạnh Y Tiểu Âm, thuận tay ôm eo nàng, vợ Y, bọn hắn là ai vậy? Xin chào, chúng ta là... Nữ nhân viên phục vụ kia chuẩn bị nói, lại bị cắt ngang. Ngươi tới khám bệnh sao? Hạ Thiên nhìn nữ nhân viên phục vụ kia một cái, ngươi cũng không phải bệnh nặng gì, không cần tới tìm vợ Y của ta xem đâu, tùy tiện tìm một bác sĩ là được rồi. Ta, nữ nhân viên phục vụ ngẩn người, dường như muốn nói gì đó, lại không biết nên nói thế nào, nhưng thật ra nàng đột nhiên cảm thấy rất kinh ngạc đối với Hạ Thiên, đối với thân phận của Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, càng kinh ngạc hơn. Đừng nói lung tung, không phải nàng ấy đến khám bệnh, nàng ấy đưa cha nàng ấy đến, cũng chính là vị lão tiên sinh đó đến xem bệnh. Y Tiểu Âm mở miệng, vị đó là Vương Tiểu Thư, làm việc ở khách sạn này, biết ta ở đây, mà cha nàng tình cờ bị bệnh gì đó nhưng không kiểm tra ra được, nên đã đưa đến tìm ta. Vợ Y, hắn không bị bệnh, Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, hắn chỉ khá già mà thôi. Dựa theo lời Vương Tiểu Thư nói, cha của nàng ấy... Vương lão tiên sinh đáng lẽ chỉ mới ngoài 40 tuổi, mà trên giấy tờ tùy thân và giấy khai sinh của Vương lão tiên sinh, cũng đều cho thấy hắn chỉ có 44 tuổi, nhưng bây giờ, trạng thái cơ thể của Vương lão tiên sinh đã gần 70 tuổi, hắn cũng đã đo tuổi xương ở một vài bệnh viện, kết quả cũng cho thấy khoảng 70 tuổi. Y Tiểu Âm giới thiệu tình huống với Hạ Thiên, bệnh viện nghi ngờ Vương lão tiên sinh lão hóa sớm, nhưng cuối cùng lại loại trừ chẩn đoán này, bọn hắn cũng cho rằng Vương lão tiên sinh không bị bệnh. Bọn hắn chẩn đoán không sai, hắn không bị bệnh. Hạ Thiên lười biếng nói, vợ Y, nàng nói cho vị Vương tiểu thư kia, thật ra chuyện rất đơn giản, giấy tờ tùy thân và giấy khai sinh của cha nàng đều là giả. À, thật ra cha nàng cũng biết, chỉ là cố ý lừa người mà thôi, chắc năm đó cố ý lừa mẹ nàng đấy. Không thể nào, cha ta sẽ không lừa chúng ta. Vương tiểu thư lập tức phủ nhận, nàng kéo cha mình, bỏ đi, ba, chúng ta đi thôi, chúng ta lại nghĩ cách khác. Vợ Y, cho nàng xem cái này. Hạ Thiên đưa di động đến trước mặt Y Tiểu Âm, Y Tiểu Âm nhanh chóng xem lướt qua nội dung bên trên một chút, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Ngẩng đầu nhìn về phía ông lão kia, Y Tiểu Âm chậm rãi nói, Vương lão tiên sinh, con gái ngươi rất quan tâm ngươi,
vì bệnh tình của ngươi mà nàng ấy đã từ bỏ rất nhiều cơ hội, nàng ấy vốn dĩ tốt nghiệp từ một trường đại học rất tốt, cũng có một triển vọng nghề nghiệp rất tốt, nhưng vì đưa ngươi đi khắp nơi chữa bệnh, nàng đã từ bỏ rất nhiều cơ hội, thế cho nên bây giờ, nàng ấy chỉ có thể ở đây làm một nhân viên phục vụ, nếu ngươi thật sự quan tâm nàng ấy thì nên nói chân tướng cho nàng ấy biết, ta nghĩ. Ngươi cũng không hy vọng nàng ấy vì ngươi mà phải mệt mỏi như vậy đúng không? Y Tiên tiểu thư, ta tin cha ta, hắn sẽ không cố ý lừa ta. Vương tiểu thư kia có chút tức giận. Vương tiểu thư, ngươi như vậy sẽ khiến cha ngươi càng không dám nói ra chân tướng, nhưng tin ta đi, các ngươi chỉ có đối mặt với sự thật mới có thể giải quyết vấn đề tốt hơn. Y Tiểu Âm cười nhạt, Vương lão tiên sinh, mặc dù bây giờ ngươi đã 70 tuổi rồi, nhưng thật ra, chỉ cần ngươi điều dưỡng thích hợp, có thể sống thêm vài chục năm nữa cũng không thành vấn đề. Ngược lại, nếu ngươi vẫn luôn cho rằng mình lão hóa sớm, ngược lại có thể sẽ khiến tuổi thọ của ngươi ngắn hơn, có thể vài năm sau, ngươi thật sự sẽ rời khỏi vợ và con gái ngươi, ta nghĩ, đây là điều mà ngươi và người nhà của ngươi đều không muốn nhìn thấy. Y Tiên tiểu thư, cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng cha ta chắc chắn sẽ không phải. Vương tiểu thư kia rõ ràng vẫn không tin. Nhưng lúc này, Vương lão tiên sinh kia lại thở dài, con gái ngoan, thật xin lỗi, thật ra, Y Tiên tiểu thư nói không sai, ta thật sự lừa các ngươi, ta nghĩ, chúng ta nên chấp nhận hiện thực. Nhưng, ba, ta, Vương tiểu thư còn muốn nói gì đó. Vương lão tiên sinh khoát tay, con gái ngoan, thật ra ngươi rất thông minh, trước đây ngươi cũng đã bắt đầu nghi ngờ rồi, chỉ là ngươi không muốn tin, mà ta, cũng không muốn làm ngươi thất vọng, cho nên vẫn luôn lừa ngươi, nhưng Y Tiên tiểu thư nói không sai, chúng ta cần phải đối mặt với sự thật. Như vậy, đối với ngươi và đối với ta, đều rất tốt. Được rồi, chuyện của các ngươi đã giải quyết xong rồi, có thể ra ngoài được rồi. Bây giờ, Hạ Thiên lại bắt đầu đuổi người. Con gái ngoan, chúng ta đi trước đi, chúng ta về nhà một chuyến, sau đó, ta sẽ từ từ nói rõ chuyện của chúng ta cho ngươi và mẹ ngươi biết. Vương lão tiên sinh bắt đầu kéo con gái rời đi. Tuy Vương tiểu thư không quá tình nguyện, nhưng vẫn đi ra ngoài. Y Tiên tiểu thư, thật sự rất cảm ơn cô. Vương lão tiên sinh đi tới cửa, xoay người cúi chào Y Tiểu Âm, sau đó, mới cùng con gái rời đi. Chương 1870, Y Tiểu Âm muốn sụp đổ. Vợ Y, bây giờ sao lại có nhiều người kỳ lạ như vậy nhỉ? Lão già kia ngay cả vợ và con gái mình cũng lừa, vừa nhìn đã biết là đồ thần kinh rồi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Ngươi không phải mới nói hắn không bị bệnh sao? Y Tiểu Âm tức giận nói, bản thân hắn mới là đồ thần kinh đấy, còn nói người khác sao? Lão già kia bị bệnh thần kinh gián đoạn, vừa rồi không có, bây giờ có đấy. Hạ Thiên thuận miệng nói. Lười nói nhảm với ngươi, Y Tiểu Âm tức giận nói, trước tiên thả ta ra đã. Vợ Y, ta thích ôm nàng mà. Hạ Thiên không buông tay. Muốn ôm thì đi ôm Tô Bối Bối ấy. Y Tiểu Âm đột nhiên phát hỏa, trên người tên này đều là mùi thơm cơ thể của Tô Bối Bối, bây giờ lại chạy tới ôm nàng. Nhưng giây tiếp theo, Y Tiểu Âm đột nhiên cảm thấy không đúng, nàng vậy mà lại giống như đang ghen. Sao có thể chứ, nàng sao có thể ghen được. Hít một hơi thật sâu, Y Tiểu Âm đột nhiên giãy khỏi vòng tay của Hạ Thiên, đứng dậy đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Vợ Y hình như ghen thật rồi. Hạ Thiên lẩm bẩm một mình, trên người ta có mùi của bối nha đầu sao? Hình như có thật, bây giờ hình như trên người của bối nha đầu cũng rất thơm, chẳng qua không thơm như Hinh tỷ. Hạ Thiên bất giác nhớ đến Tôn Hinh Hinh, đáng tiếc, nhớ thế nào cũng vô dụng, Tôn Hinh Hinh cũng không ở đây. Hạ Thiên đáng thương lại bắt đầu nhớ tới các cô vợ, nhớ Tôn Hinh Hinh, nhớ Lãnh Băng Băng, nhớ muội muội chân dài, nhớ Thần Tiên tỷ tỷ, nhớ Mị Nhi. Dù sao đủ loại suy nghĩ, trong lúc nhất thời có cảm giác muốn điên lên. Cũng may dù sao Hạ Thiên không phải là người bình thường, cho nên chẳng mấy chốc, hắn đã bình tĩnh lại, sau đó, hắn đã đứng dậy đi gõ cửa. Làm gì đấy, giọng của Y Tiểu Âm vọng ra từ bên trong. Vợ Y, nên ra ngoài ăn trưa rồi. Hạ Thiên mở miệng nói. Ngươi là heo à, chỉ biết ăn ăn ăn. Y Tiểu Âm tức giận nói. Vợ Y, nàng không ăn sẽ gầy đấy, gầy sẽ không đẹp đâu. Hạ Thiên rất nghiêm túc nói. Ta có đẹp hay không cũng không phải chuyện của ngươi. Tâm trạng bây giờ của Y Tiểu Âm rất không tốt, nàng không biết rốt cuộc bản thân đang giận ai, hình như đang giận Hạ Thiên. Nhưng càng nhiều hơn, giống như đang giận bản thân nàng. Y Tiểu Âm cảm thấy đầu mình thật sự hỏng rồi, nếu không hỏng thì sao nàng sẽ chủ động chạy tới ở với Hạ Thiên chứ? Nếu đầu nàng không hỏng thì bây giờ cũng nên rời đi, chứ không phải vẫn chờ trong khách sạn này.
Vợ Y Y, vậy nàng có muốn uống chút giấm không? Hạ Thiên rất nghiêm túc hỏi. Uống cái đầu ngươi, cuối cùng Y Tiểu Âm cũng bùng nổ, nàng đột nhiên kéo cửa ra, Hạ Thiên khốn kiếp, ta nói rõ cho ngươi biết, ta không ghen, ngươi thích phóng đãng với ai thì phóng đãng, nhưng ta cũng nói cho ngươi hay, ngươi đã chơi bời với người khác thì đừng gọi ta là vợ ngươi, từ trước tới nay ta chưa từng là vợ ngươi, đừng cho rằng ngươi chiếm được ta một lần, ta sẽ mãi mãi là người của ngươi, lần đó cũng không phải là ta cam tâm tình nguyện. Vợ Y Y, vậy buổi trưa nàng còn muốn ăn cơm không? Hạ Thiên rất nghiêm túc hỏi. Y Tiểu Âm lập tức muốn sụp đổ, bởi vì nàng phát hiện bản thân tức giận không có bất cứ ý nghĩa gì, nàng mới nói nhiều như vậy, Hạ Thiên hoàn toàn không để trong lòng. Không ăn, Y Tiểu Âm đột nhiên đóng cửa lại. Mấy ngày nay vợ Y Y có vẻ khá tức giận. Hạ Thiên lẩm bẩm một mình, xem ra là giận rồi, tối nay cho nàng một châm, chắc sẽ không sao. Người mau biến mất trước mặt ta, ta sẽ không sao. Y Tiểu Âm lại kéo cửa mở ra. Giây tiếp theo, Y Tiểu Âm lại phát hiện hắn thật sự đã biến mất trước mặt nàng rồi. Nhưng cùng lúc đó, một giọng nói từ sau lưng nàng truyền đến, vợ Y Y, vậy bây giờ nàng muốn ăn cơm trưa rồi sao? Y Tiểu Âm cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi, một lúc lâu sau, nàng mới nói một cách yếu ớt, sao cũng được, dù sao ta cũng không ra ngoài. Vợ Y Y, vậy nàng ở đây chờ ta, ta đi ra ngoài mua đồ ăn. Hạ Thiên nói xong rồi chuẩn bị nhảy ra ngoài cửa sổ. Này, ngươi đứng lại, Y Tiểu Âm xoay người gọi Hạ Thiên. Vợ Y Y, nàng có cái gì đặc biệt muốn ăn sao? Hạ Thiên dừng lại, mở miệng hỏi. Không cần ngươi đi mua, ta gọi điện thoại cho nhân viên lễ tân là được. Y Tiểu Âm tức giận nói một câu, sau đó đã trực tiếp nhấc điện thoại cạnh giường lên, quay số điện thoại cho lễ tân. Điện thoại vừa thông, Y Tiểu Âm gọi một đống đồ ăn thức uống, sau đó trực tiếp ngồi xuống giường, bắt đầu nghịch điện thoại di động. Dáng vẻ chẳng buồn quan tâm đến Hạ Thiên. Vợ Y Y, nàng đang xem gì vậy? Hạ Thiên không chịu cô đơn, cũng bò lên giường, nhích lại gần. Y Tiểu Âm không quan tâm đến Hạ Thiên, mà rất nhanh, Hạ Thiên đã cảm thấy có chút buồn chán, bởi vì những thứ Y Tiểu Âm xem đều không khiến hắn thấy hứng thú gì cả. Nhụy nhụy nhà đầu kia đang làm gì vậy? Y Tiểu Âm đột nhiên cau mày. Nhụy nhụy, cuối cùng Hạ Thiên cũng có hứng thú, vợ Y Y, nàng đang nói tiểu muội chân dài sao? Nàng ấy đã làm gì? Ngươi tự xem tin tức đi, Y Tiểu Âm tức giận nói. Tin tức gì thế, Hạ Thiên vẫn không thấy điểm mấu chốt. Ở đây, mắt ngươi nhìn đi đâu vậy? Y Tiểu Âm có chút buồn bực, cho tên này xem di động, nhưng mắt hắn đều nhìn đi đâu thế? Lần này, Hạ Thiên rốt cục cũng nhìn thấy tin tức, mà hắn lập tức phát hiện, những nhân vật liên quan đến tin tức kia không chỉ có Ninh Nhụy Nhụy. Chương 1871, Đồng Tính Nữ. Thuần thuần lừa đảo này lại tranh đoạt vợ với ta, xem ra nàng ấy lại muốn ăn đòn rồi. Hạ Thiên xem tin tức một lần, sau đó lẩm bẩm một mình. Thật ra đây là một tin tức giải trí, trong tin tức nói rằng, huyền thoại thể thao nổi tiếng Ninh Nhụy Nhụy gần đây cuối cùng đã thừa nhận bản thân không còn độc thân nữa, nhưng không thể tưởng tượng nổi là nàng không có bạn trai gì cả, mà là một cô bạn gái. Mà thân phận bạn gái của Ninh Nhụy Nhụy cũng đã bị bại lộ, không nói tên, nhưng có ảnh chụp. Người trên ảnh chụp kia trông khá xinh đẹp, mà những người khác có lẽ không biết người đó, nhưng Hạ Thiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, đó chính là Thạch Thuần. Ở trên mạng, tin tức như thế có thể được coi là tin tức nóng hổi, tuy thời buổi này, tình yêu đồng giới không phải là chuyện quá lớn gì cả, nhưng một siêu cấp đại mỹ nữ như Ninh Nhụy Nhụy lại thích con gái, điều đấy ít nhất sẽ khiến vô số nam nhân cảm thấy đáng tiếc. Không phải sao, trên mạng hiện tại toàn là bình luận than khóc. Không phải chứ. Nữ thần của ta thế mà lại thừa nhận rồi sao? Không thể nào, điều đó là không có khả năng, nhất định là giả. Đáng tiếc, phung phí của trời, Ninh Nhụy Nhụy sao có thể thích con gái chứ? Đúng vậy, đang yên lành là một đại mỹ nữ, ta lại không có cơ hội rồi. Một đại mỹ nữ gì chứ? Đây là hai đại mỹ nữ mà, các ngươi nhìn bạn gái của nàng đi, siêu cấp xinh đẹp nha. Ta biết bạn gái của nàng, hoa khôi trường đại học chúng ta, vừa mới tốt nghiệp. Ta nói này các ngươi kích động như vậy làm gì? Cho dù các nàng không ở bên nhau, cũng sẽ không ở bên các ngươi. Đau lòng. Đại ca đừng nói ra sự thật tàn khốc như vậy. Cũng có người không tin đây là sự thật. Cái này là giả đi. Có phải mấy phóng viên này nói mỏ hay không? Ta cũng nghĩ là giả, chắc chắn là nói lung tung. Đúng vậy, ta nói cho các ngươi biết, ta từng thấy Ninh Nhụy Nhụy đi cùng một người đàn ông, rất thân mật.
ngươi nhất định hoa mắt rồi. Ta thà rằng đó là sự thật, dù sao ta không có cơ hội, cũng không thể hời cho nam nhân khác. Trên mạng rất náo nhiệt, Hạ Thiên ngược lại rất bình tĩnh, hắn chỉ muốn tìm một cơ hội đánh thuần thuần một trận, chắc chắn là nha đầu đó nghĩ ra cách này để lừa người. Về phần tại sao các nàng muốn lừa người, Hạ Thiên ngược lại cũng không nghĩ tới vấn đề kia, hắn thấy điều đấy cũng không quan trọng. Ngược lại, bây giờ Y Tiểu Âm đã lấy di động ra gọi điện thoại cho Ninh Nhụy Nhụy. Sau đó, Y Tiểu Âm phát hiện, Ninh Nhụy Nhụy đã tắt di động rồi, xem ra, có thể lúc này rất nhiều người đang gọi điện thoại cho nàng ấy. Người gọi điện thoại cho Thạch Thuần, hỏi xem có chuyện gì. Y Tiểu Âm hơi cau mày, quay đầu nhìn Hạ Thiên. Vợ Y Y, không cần hỏi các nàng ấy có lẽ chỉ đang đùa giỡn mà thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Bảo ngươi gọi thì ngươi gọi đi. Y Tiểu Âm tức giận nói, Thạch Thuần thích làm bậy, Nhụy Nhụy cũng không phải là người liều lĩnh như vậy đâu. Được rồi, cuối cùng Hạ Thiên vẫn lấy di động ra bắt đầu bấm số, ngược lại điện thoại của Thạch Thuần đã kết nối rồi. Anh rể, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Thạch Thuần hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Thuần Thuần, tiểu muội chân dài đâu? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Nhụy Nhụy tỷ không ở chỗ ta. Thạch Thuần trả lời. Bảo tiểu muội chân dài nghe điện thoại, ta đã nghe thấy tiếng hít thở của nàng ấy rồi. Hạ Thiên lập tức nói. Anh rể ngươi lừa ta chứ gì, ngươi nghe hít thở thì có thể nghe ra là ai sao? Thạch Thuần có chút không tin. Đã nói rồi Thuần Thuần ngươi rất ngốc, ta không gì là không thể, đương nhiên có thể nghe ra được. Hạ Thiên có chút không vui, nhanh chút bảo tiểu muội chân dài nghe điện thoại. Alo, làm sao? Giọng nói đầu điện thoại bên kia đã đổi, chính là giọng của Ninh Nhụy Nhụy, nghe có vẻ hơi hung dữ, dường như tâm trạng hiện giờ của nàng không được tốt lắm. Tiểu muội chân dài, cô lại dám cắm sừng ta, hồng hạnh xuất tường, ta tới tìm cô tính sổ. Hạ Thiên thuận miệng nói. Hồng hạnh xuất tường, lấy từ một câu thơ nổi tiếng của một nhà thơ từng bị cắm sừng, cả vườn xuân sắc không giữ được. Một nhánh hồng hạnh bò tường ra. Ý nói là cả khu vườn như vậy nhưng nhánh hồng hạnh kia vẫn thỏ ra ngoài bờ tường. Tào lao, ai hồng hạnh xuất tường chứ? Ngươi đừng có mà vu oan cho ta. Không phải, tên biến thái chết tiệt nhà ngươi, cho dù ta hồng hạnh xuất tường, cũng không phải chuyện của ngươi. Tâm trạng của Ninh Nhụy Nhụy quả nhiên không tốt lắm, trực tiếp mắng Hạ Thiên. Tiểu muội chân dài, cô là vợ nhỏ số một của ta, sao có thể không liên quan đến ta được? Hạ Thiên có chút không vui, cô lại không nghe lời như vậy, ta sẽ bay qua đó đánh co. Hạ Thiên còn chưa dứt lời, di động đã bị giật lấy. Nhụy Nhụy, là ta, Y Tiểu Âm nói. Hả, Y Y tỷ, ngươi đang ở với hắn à? Ninh Nhụy Nhụy ngẩn người. Tiểu muội chân dài, ta và Y Y đang chơi trên giường này. Hạ Thiên thuận miệng nói. Ngươi cầm miệng cho ta, Y Tiểu Âm rất bực bội, sau đó giọng nói dịu lại, Nhụy Nhụy. Đừng nghe hắn nói lung tung, ta và hắn đều đang ở Giang Hải, bên này có một số việc. Y Y tỷ, các ngươi ở cùng một chỗ cũng rất bình thường mà. Ninh Nhụy Nhụy đối với chuyện đó ngược lại rất bình tĩnh, dù sao nàng cũng biết quan hệ của Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, càng biết Hạ Thiên là một tên kỳ lạ. Không muốn tiếp tục nói về chủ đề đó, Ninh Nhụy Nhụy lập tức tiếp tục hỏi, Y Y tỷ, ngươi có phải cũng nhìn thấy tin tức đó trên mạng rồi đúng không? Ta chỉ muốn hỏi ngươi xem có chuyện gì không? Di động của ngươi cũng không gọi được. Y Tiểu Âm không giấu giếm, ngươi có phải đã gặp phải phiền phức gì đó đúng không, cho nên mới làm như vậy. Chương 1872, theo đuôi. Thật ra cũng không có gì, ta gần đây vẫn luôn ở Vọng Cảng, ông nội ta cũng đang ở đây, sau khi Hồ Gia Vĩ lại mất tích, rất nhiều người lại chạy tới tìm ta, thậm chí còn quấy rầy ông nội ta, đây cũng không phải là điểm mấu chốt nhất, quan trọng nhất chính là... Hiện tại không biết lại có chuyện gì, đủ loại nam nhân đều chạy tới quấy rối ta. Ninh Nhụy Nhụy có chút bất đắc dĩ, hình như lúc trước bọn hắn cho rằng ta có quan hệ gì đó với Hồ Gia Vĩ, bây giờ cảm thấy ta mới thật sự vô chủ đi. Ngừng một chút, Ninh Nhụy Nhụy tiếp tục nói, càng vô lý hơn chính là, bắt đầu có người truyền bá lung tung chuyện giữa ta và Hồ Gia Vĩ, sau đó Thuần Thuần chạy tới, nói có chủ ý giúp ta giải quyết mấy phiền phức đấy, ta cũng không ngờ, cách giải quyết của nàng ấy là bảo ta giả vờ thích con gái. Nhụy Nhụy tỷ, đây rõ ràng là một cách hay mà. Thạch Thuần ở bên cạnh xen vào một câu. Cách này theo lý mà nói cũng không tồi. Thuần Thuần chết tiệt bỏ tay ngươi ra, sao ngươi giống nữ lưu manh vậy? Ninh Nhụy Nhụy có chút khó chịu, nàng bắt đầu nghi ngờ nha đầu đó thật sự thích con gái,
cả ngày không có chuyện gì lại chạy tới chiếm tiện nghi của nàng, đặc biệt là đôi chân dài của nàng, thường thường sẽ bị nha đầu này tập kích. Tiểu muội chân dài, cô đừng lo lắng, Thuần Thuần chỉ ước muốn có một đôi chân đẹp như cô thôi. Lúc này, Hạ Thiên nói một câu. Đúng đó, và lại Nhụy Nhụy tỷ, cho dù ta có thích con gái cũng không có gì, ngươi tiện nghi cho anh rể còn chẳng thà tiện nghi cho ta, ta chắc chắn sẽ một lòng một dạ với ngươi, sẽ không ra ngoài làm loạn. Thạch Thuần lại ở bên kia cười hì hì nói. Thuần Thuần ngươi thật sự muốn ăn đòn rồi, bây giờ, Hạ Thiên thật sự rất không vui. Anh rể ngươi tới đánh ta đi, đáng tiếc ngươi không đánh được, cho dù ngươi đánh được, ta cũng không sợ đâu. Thạch Thuần nha đầu kia vẫn rất kiêu ngạo, có thể nói là không kiêng nể gì cả. Thuần Thuần ngươi chờ đó cho ta, lần sau gặp được ngươi, ta sẽ đâm cho ngươi mấy châm, để ngươi 3 ngày không thể nói chuyện. Hạ Thiên bất mãn nói. À, nguy rồi, Nhụy Nhụy tỷ, chúng ta nhanh chạy đi. Vào lúc này, Thạch Thuần hình như thật sự sợ rồi. Nàng không sợ bị đánh, dù sao anh rể háo sắc nhà nàng sẽ không nỡ đánh nàng mạnh tay, nhưng không cho nàng nói chuyện, như vậy khá phiền, 3 ngày không nói lời nào, nàng có thể sẽ nghẹn chết mất. Nhụy Nhụy, nếu ngươi không có việc gì thì ít ra ngoài đi, ngoài ra, gần đây có thể không an toàn lắm, nếu các ngươi gặp phải chuyện gì không giải quyết được nhớ gọi điện thoại cho ta càng sớm càng tốt. Y Tiểu Âm nói tới đây, hơi dừng một chút, hoặc gọi điện thoại cho Hạ Thiên. Biết rồi, Y Y tỷ. Ninh Nhụy Nhụy đáp lại. Tiểu muội chân dài cô có nhớ ta không? Hạ Thiên mới nói ra lời đấy, thì phát hiện điện thoại đã bị cúp mất rồi. Y Tiểu Âm đã cúp máy. Mà sau khi cúp máy, Y Tiểu Âm tiện tay ném di động đi. Đương nhiên, di động cũng không rơi xuống đất, Hạ Thiên vẫy tay một cái, di động đã bay vào tay hắn. Vợ Y Y, hình như nàng lại ghen rồi. Hạ Thiên cười hì hì. Đi xuống, Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên, giọng nói bình tĩnh, nhưng hiện giờ, giọng điệu của nàng rõ ràng khác mọi khi, không còn điềm tĩnh nữa, mà là một sự lạnh lùng từ trong xương tủy. Lần này, hình như nàng thật sự đã tức giận rồi. Hạ Thiên thật sự đi xuống. Nhưng đi xuống không phải một mình hắn cũng ôm Y Tiểu Âm từ trên giường xuống. Vợ Y Y, sắp chuẩn bị ăn cơm rồi. Dáng vẻ của Hạ Thiên rất nghiêm túc, đặt Y Tiểu Âm xuống bên cạnh bàn ăn trong phòng. Y Tiểu Âm trừng mắt nhìn Hạ Thiên, đôi mắt đẹp có chút lạnh lùng, nhưng lại không nói gì nữa. 3 giây sau, chuông cửa vang lên, nhân viên phục vụ đưa cơm tới. Bữa trưa phong phú và tinh xảo, có rất nhiều loại, có thể thấy thật ra Y Tiểu Âm bình thường rất chú trọng việc ăn uống, không biết có phải tâm trạng hiện giờ của Y Tiểu Âm không tốt lắm hay không mà nàng thậm chí còn gọi một chai rượu vang đỏ. Cuối cùng, Y Tiểu Âm vẫn một mình uống hết chai rượu đó. Khiến cho Hạ Thiên thất vọng chính là, nàng không hề có dấu hiệu say rượu chút nào, nhưng thật ra nghĩ lại cũng bình thường, nếu người tu tiên không muốn uống say thì bình thường sẽ không say. Ta đến bệnh viện, ngươi không cần đi theo ta. Sau bữa trưa, Y Tiểu Âm đã đứng lên, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày ta sẽ đến bệnh viện đi làm, nếu ban ngày ngươi muốn đi theo ta, vậy buổi tối ta sẽ ở lại bệnh viện. Nếu ban ngày ngươi không đi theo ta, buổi tối ta sẽ trở về khách sạn. Vợ Y Y, vì sao nàng lại thích đi làm như vậy chứ? Hạ Thiên có chút khó hiểu. Không cần ngươi quan tâm, tóm lại ta đi làm đây. Y Tiểu Âm nói xong rồi đi ra ngoài. Sau lưng, truyền đến giọng nói của Hạ Thiên, vợ Y Y, vậy ta chờ nàng trở về. Hạ Thiên cũng không muốn theo Y Tiểu Âm đến bệnh viện, từ trước tới nay hắn đều không thích bệnh viện cho lắm, ngoại trừ trong bệnh viện có vợ hắn. Hắn cảm thấy vẫn nên để vợ Y Y buổi tối quay về khách sạn với hắn thì tốt hơn, về phần ban ngày, hắn có thể đi tìm chút chuyện khác chơi. Chẳng hạn như tìm vợ tiểu Y Y cũng được. Nếu bối bối nhà đầu kia bằng lòng ra ngoài với hắn, vậy thì càng tốt hơn. Có đôi khi mọi chuyện thật sự rất trùng hợp, không phải là Hạ Thiên vừa mới nghĩ tới vợ tiểu Y Y của hắn sao, lập tức đã nhận được cuộc gọi từ Lam Y Nhân. Chương 1873. Đi gặp bạn. Vợ tiểu Y Y, nàng đang nghĩ tới ta sao? Hạ Thiên lập tức nhận điện thoại, ta cũng đang nhớ nàng đấy. Chồng, anh cho rằng ta không biết ngươi đang ở cùng một chỗ với Y Tiểu Âm sao? Trong giọng nói của Lam Y Nhân có chút ghen tị, thật ra những nữ nhân khác bên cạnh Hạ Thiên không giống nhau lắm, trong xương cốt Lam Y Nhân vẫn là cô gái bình thường, ít nhất bây giờ, nàng vẫn chưa hoàn toàn chân chính chấp nhận chuyện bản thân là cô gái bình thường trở thành nữ nhân của Hạ Thiên. Cũng chính vì như thế, lúc nào nàng cũng thích ghen. Vợ tiểu Y Y, bây giờ, vợ Y Y không có ở chỗ ta, nàng ấy đang đi làm.
Hạ Thiên thuận miệng nói, vợ tiểu y y, nàng đang ở tập đoàn thần y sao? Bây giờ ta đi tìm nàng. Hạ Thiên không có cúp điện thoại, đã rời khỏi quán rượu. Chồng, thật ra ta đang chuẩn bị đi ra ngoài, muốn đi gặp bạn, muốn bảo anh đi với ta. Lam y nhân dịu dàng nói, anh ở cửa tập đoàn thần y chờ ta, ta lập tức đi ra ngay. Được, Hạ Thiên một lời đồng ý, mà chờ hắn nói xong câu đó, cả người đã xuất hiện ở cửa chính tập đoàn thần y. Cúp điện thoại, duỗi người một cái, Hạ Thiên quyết định chờ vợ đi ra ở chỗ này. Mời anh ngồi, mời anh ngồi. Bảo vệ cửa lớn nhìn thấy Hạ Thiên, vội vàng đưa ghế cho hắn. Mặc dù Hạ Thiên không biết người bảo vệ kia, nhưng rất rõ ràng, người bảo vệ này biết Hạ Thiên. Hạ Thiên tất nhiên không khách khí, trực tiếp ngồi ở trên ghế, sau đó nhìn người bảo vệ đó, ngươi qua đây. Hạ tiên sinh, anh có chuyện muốn ta làm à? Bảo vệ vội vàng đến gần một chút. Không có gì, chân phải của ngươi có vài vết thương cũ, ta giúp ngươi châm hai châm. Hạ Thiên lấy ra kim châm, sau đó châm hai cái trên đùi bảo vệ, sau đó lại nói, được rồi, trở về đi. Được, cảm ơn Hạ tiên sinh. À, chân của ta, giống như thật sự. Bảo vệ đi hai bước, đã lập tức phản ứng lại, trước đó mỗi khi đi một bước, đùi phải đều sẽ có chút khó chịu nhẹ, mà bây giờ, cơn khó chịu kia, đã hoàn toàn biến mất. Bảo vệ cúi đầu với Hạ Thiên, cảm ơn Hạ tiên sinh, cảm ơn, anh đúng là thần y. Được rồi, người tới cửa lớn đi, đừng làm phiền ta. Hạ Thiên phất tay, với hắn mà nói đây là việc nhỏ. Chẳng qua là nhìn người bảo vệ kia rất khách khí với hắn, chủ động đưa ghế tới cho hắn, hắn chỉ thuận tay châm hai châm mà thôi. Bảo vệ vội vàng trở lại cửa chính, không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt nhìn Hạ Thiên, đã hoàn toàn thay đổi, bây giờ, đó là một loại tôn kính phát ra từ sâu trong lòng. Chồng, giọng nói kiều mị động lòng người truyền đến, khi giọng nói đó vang lên, một đại mỹ nữ cực kỳ gợi cảm xuất hiện ở cửa chính. Lam Tổng, bảo vệ nhanh chào hỏi với mỹ nữ gợi cảm kia. Sau đó đưa mắt nhìn đại mỹ nữ kia đi tới bên cạnh Hạ Thiên. Hạ Thiên đã đứng dậy, thuận tay ôm vòng eo mềm mại của Lam Y Nhân, vợ tiểu y y, chúng ta phải đi đâu? Rất nhanh anh sẽ biết, Lam Y Nhân cười quyến rũ với Hạ Thiên, ôm cánh tay của hắn, tiếp tục đi tới trước. Mấy phút sau, một chiếc Ferrari lái ra khỏi tập đoàn thần y, hai người trên xe, chính là Hạ Thiên và Lam Y Nhân. Có người bạn rất lâu không gặp, trước đó quen biết ở thành phố Quế. Nhưng mà nàng ấy không phải là người của thành phố Quế, hôm nay tới Giang Hải, hẹn ta uống cà phê nói chuyện phiếm, nàng cũng mang theo bạn trai, cho nên, ta muốn anh đi với ta. Trên xe, Lam Y Nhân dịu dàng nói, đúng rồi, những dược liệu anh muốn kia, trên cơ bản đều đã chuẩn bị xong, tối nay xem anh muốn dùng chúng ở nơi nào, ta cho người ta đưa qua cho anh, dược liệu tương đối nhiều, nơi nhỏ không bỏ hết được. Vợ tiểu Y Y, nàng bảo người ta đặt dược liệu ở tập đoàn ở thần Y là được. Làm một phòng riêng, đến lúc đó ta tự xử lý. Hạ Thiên thuận miệng nói. Ừ, vậy tối nay ta sẽ phân phó bọn hắn đi làm. Lam Y Nhân gật đầu, đúng rồi, bạn ta tên là Vương Tuệ Tuệ, ta không rõ cụ thể nàng ấy đang làm gì, nhưng hồi trước nghe nói hình như nàng ấy đang làm trang điểm hay bán thuốc gì đó, cho nên, nàng ấy tới tìm ta, chưa chắc chỉ vì muốn nói chuyện phiếm với ta. Vợ tiểu Y Y, bạn của nàng có đẹp không? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Chồng. Anh cho rằng tùy tiện gặp một người, là có thể có đẹp mắt như ta sao? Lam Y Nhân khinh bỉ nhìn Hạ Thiên, người chồng háo sắc này thế mà chỉ quan tâm người ta có đẹp hay không? Vợ tiểu Y Y, ta vừa đến thành phố Quế đã gặp phải nàng đẹp mắt như vậy. Hạ Thiên cười hì hì. Được rồi, trước đây dáng vẻ của Vương Tuệ Tuệ cũng rất tốt, bây giờ bộ dáng gì, thật ra ta cũng không rõ lắm. Lam Y Nhân có chút cạn lời. Hai người không tiếp tục xoắn suýt vấn đề đó nữa. Vì rất nhanh, hai người đã tới nơi. Thật ra chỗ hẹn là một khách sạn, trong phòng khách lầu một khách sạn, có thể uống trà cũng có thể uống cà phê. Lam Y Nhân và Hạ Thiên vừa mới đi vào, lập tức có người đứng dậy, vẫy tay với Lam Y Nhân. Y Nhân, bên này, đó là một nữ nhân trẻ tuổi, giọng nói rất dễ nghe, nhưng, với Hạ Thiên, đó chính là điểm mạnh duy nhất của nàng. Thật ra bộ dáng của nữ nhân đó cũng coi như là xinh đẹp, theo tiêu chuẩn bình thường. Vẻ mặt và dáng người đều không tệ, chỉ là, chênh lệch có chút lớn so với Lam Y Nhân. Chương 1874, tất cả đều là duyên phận. Lam Y Nhân ôm tay Hạ Thiên đi đến vị trí của nữ nhân kia, rất nhanh tới trước mặt nữ nhân đó. Tuệ Tuệ, lâu rồi không gặp, Lam Y Nhân buông Hạ Thiên ra,
sau đó nhẹ nhàng ôm một cái với nữ nhân này rồi buông ra, lại nhìn Hạ Thiên, chồng, đây chính là Vương Tuệ Tuệ, người bạn mà ta đã nói với ngươi. Lam Y Nhân lại giới thiệu lại với Vương Tuệ Tuệ, tiếp tục nói, Tuệ Tuệ, đây là chồng ta, Hạ Thiên. Qua, Y Nhân, người đã kết hôn rồi sao? Vương Tuệ Tuệ có chút ngạc nhiên. Ha ha, trong lòng thì chúng ta đã kết hôn, trên thực tế cũng ở cùng chỗ, chỉ là không có giấy chứng nhận, cũng chưa có tổ chức hôn lễ. Lam Y Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó nhìn về phía nam nhân khác đang đứng, Tuệ Tuệ, đây chính là bạn trai của ngươi phải không? Không giới thiệu cho ta một chút sao? Nam nhân này nhìn rất đẹp trai, dáng người tương đối cao, bây giờ, hắn đang nhìn Lam Y Nhân, dường như mắt trợn tròn, chỉ là, nghe được Lam Y Nhân nói, hắn phản ứng lại. À, xin lỗi, Lam tiểu thư, ngươi thật sự quá đẹp, làm cho ta thiếu chút nữa đã không thể lấy lại tinh thần. Hiển nhiên người này đã ý thức được mình đang rất mất lịch sự, nhanh chóng giải thích, ta chính là bạn trai của Tuệ Tuệ, ta tên Đường Phong, Đường trong đế quốc đại đường, Phong trong khai phong phủ. Chào ngươi, Đường tiên sinh, Lam Y Nhân gật đầu ra hiệu. Được rồi, Y Nhân, ngồi xuống đã, ngươi muốn uống cà phê hay trà? Hoặc uống cái khác, Vương Tuệ Tuệ đưa thực đơn cho Lam Y Nhân, nếu không thì, Y Nhân tự ngươi xem thử. Chồng muốn uống cái gì? Lam Y Nhân lôi kéo Hạ Thiên ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi. Ta uống gì cũng được, giống như nàng là được, Hạ Thiên thuận miệng nói. Vậy được rồi, cho hai tách trà xanh. Lam Y Nhân ngẩng đầu nhìn về phục vụ đã sớm đứng ở bên cạnh. Phục vụ rời đi, Lam Y Nhân nhìn Vương Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ, ngươi ở khách sạn này sao? Kỳ thực không phải, chúng ta vừa tới, còn chưa có vào ở đâu. Vương Tuệ Tuệ lắc đầu, khách sạn này quá đắt, ta đoán phải đi nơi khác ở. Chúng ta tới đây, là người ta hẹn gặp mặt, nhưng, bây giờ đối phương không rảnh, phải chờ mấy tiếng. Các ngươi tới đây nói chuyện làm ăn sao? Lam Y Nhân lập tức hiểu được. Đúng vậy, Vương Tuệ Tuệ gật đầu một cái, công ty của chúng ta có hạng mục, gần đây vẫn luôn lôi kéo đầu tư, chúng ta tới đây chính là gặp mặt người đầu tư, nói chuyện cụ thể. Tuệ Tuệ, bây giờ ngươi đang làm gì? Lam Y Nhân có chút tò mò. À, thật ra không làm gì, lúc trước ta từng bán dược phẩm. Cũng từng bán đồ trang điểm, nhưng đều không được tốt lắm. Sau đó ta biết Đường Phong, hắn làm kỹ thuật, chúng ta cùng nhau làm một phần mềm nhỏ, thật ra cũng không đặc biệt gì, chính là một phần mềm hỗ trợ mua đồ. Vương Tuệ Tuệ giải thích một chút, bây giờ trên thị trường phần mềm như vậy cũng không ít, nhưng thứ của chúng ta, mặc dù có chút không giống với bọn hắn, nhưng hiện tại cũng không quá nhiều ưu thế, cho nên người đầu tư có nguyện ý bỏ tiền hay không, trong lòng ta không chắc chắn. Lam tiểu thư, thật ra phần mềm của chúng ta không giống với người khác, mặc dù có cùng sản phẩm, nhưng ta tin rằng, đồ của ta làm ra, không giống với bọn hắn. Đường Phong bên cạnh nói chuyện, nhìn hắn rất có lòng tin. Có sự đặc biệt của riêng mình là tốt, Lam Y Nhân cười cười, với chuyện đó, ta cũng không hiểu nhiều, đúng rồi, Tuệ Tuệ, sau khi các người bàn xong chuyện làm ăn, nếu không thì ở nơi đây chơi mấy ngày đi. Giang Hải là nơi rất tốt, các người ở lại đây chơi. Cũng xem như cho ta làm tròn tình nghĩa chủ nhà. Được thôi, chúng ta nhìn tình huống tối nay, có thể ở đây chơi rất tốt. Vương Tuệ Tuệ rất có hứng thú với điều đấy, đúng rồi, Y Nhân, có phải bây giờ ngươi là tổng giám đốc tập đoàn Thần Y không? Ừ, bây giờ ta là tổng giám đốc tập đoàn Thần Y, nhưng, thời gian ta tới tập đoàn Thần Y cũng không dài. Lam Y Nhân không phủ nhận, thật ra là không có cách nào phủ nhận, khắp nơi trên mạng đều có tin tức. Y Nhân, vẫn là ngươi lợi hại, làm thiên kim đại tiểu thư không làm, chạy tới nơi đây đi làm quản lý, đây không phải là điều người bình thường làm được. Vương Tuệ Tuệ hơi xúc động, lợi hại hơn là, vừa ra tay, đã trực tiếp lên chức tổng giám đốc tập đoàn Thần Y, điều đấy thật sự là quá mạnh mẽ. Thật ra là duyên phận, Lam Y Nhân cười cười, không có nói thêm cái gì, rõ ràng, Vương Tuệ Tuệ sẽ không biết tập đoàn Thần Y là sản nghiệp của Hạ Thiên, càng sẽ không biết mặc dù Lam Y Nhân có thể lên làm tổng giám đốc. Nguyên nhân cơ bản vì nàng là nữ nhân của Hạ Thiên, về phần năng lực tự quản lý của Lam Y Nhân, chỉ là nguyên nhân rất nhỏ. Đây cũng không phải là cơ duyên đơn giản như vậy, nếu ngươi không có năng lực. À, Đường Phong, đây không phải là Kiều Tổng sao? Vương Tuệ Tuệ đột nhiên thay đổi sắc mặt, hắn đây là muốn ra ngoài. Chờ đã, hắn và người phụ nữ kia, gặp quỷ, xong rồi. Tuệ Tuệ, thế nào? Lam Y Nhân có chút buồn bực. Vương Tuệ Tuệ còn chưa lên tiếng. Một giọng nói nũng nịu truyền đến, ơ, Vương Tổng, Đường Tổng, thật là trùng hợp, các ngươi cũng ở đây sao? Chương 1875,
giá bao nhiêu? Đó là một nữ nhân trẻ tuổi, gợi cảm kiều mị, bất kể là dung mạo hay dáng người, đều tốt hơn Vương Tuệ Tuệ không ít, đương nhiên, muốn so sánh với Lam Y Nhân, vẫn kém quá xa. Nhìn trên mặt nàng còn chưa hoàn toàn rút đi màu đỏ, trên cơ bản có thể xác định nàng vừa mới làm cái gì, mà bây giờ nàng đang dựa vào trên người một nam nhân. Nam nhân đó hơn 20 tuổi, dáng vẻ rất bình thường, căn bản làm cho người ta cảm thấy uể oải suy sụp, nhưng trong nháy mắt hắn nhìn thấy Lam Y Nhân, dường như tinh thần cả người đều tốt hơn. Thật là quá đúng dịp, Vương Tuệ Tuệ hừ nhẹ một tiếng. Có vừa khéo hay không, ta nói này Lưu Linh, ngươi không cảm thấy loại thủ đoạn đó quá buồn nôn sao? Đường Phong lại càng tức giận hơn, ngươi như vậy với bán mình có khác nhau sao? Ngươi sao lại nói chuyện như vậy? Các ngươi là, nam nhân trẻ tuổi kia mở miệng, hắn đang nói, nữ nhân tên là Lưu Linh dựa vào bên tai hắn nói vài câu, sau đó, hắn dường như đã hiểu ra, các ngươi chính là Vương Tuệ Tuệ và Đường Phong có hẹn lần trước với ta đúng không? Đi thôi, các ngươi muốn đầu tư đúng không? Không có vấn đề, tới phòng ta nói đi. Kiều Tổng, anh sao lại? Lưu Linh lập tức gấp gáp. Đi đi, người muốn đầu tư không phải ít, chuyện của ta, người cũng đừng quản. Kiều Tổng hơi không kiên nhẫn, đẩy Lưu Linh ra, sau đó nhìn Vương Tuệ Tuệ, ngươi, mang theo nhân viên của người cùng đi vào, chính là nàng ấy. Kiều Tổng chỉ vào Lam Y Nhân, hiện tại, nhìn hắn rất phấn khởi, dáng vẻ của Lam Y Nhân xinh đẹp gợi cảm, trong nháy mắt làm cho hắn có loại cảm giác cắn phải thuốc kích thích. Kiều Tổng, người hiểu lầm rồi, nàng ấy là bạn của ta, không phải nhân viên của ta. Sắc mặt của Vương Tuệ Tuệ hơi khó coi, nàng không phải là đồ đần, tên Kiều Tổng kia muốn làm gì, đương nhiên nàng hiểu rõ, nói trắng ra, hắn vừa ý Lam Y Nhân. Nghĩ tới Kiều Tổng vừa mới làm gì với Lưu Linh, mà bây giờ điều kiện của Kiều Tổng là cái gì, không nói cũng hiểu. Đừng dùng trò đó với ta, muốn đầu tư thì theo ta đi lên đi. Kiều Tổng không kiên nhẫn, ừ, bây giờ hắn rất gấp, không còn cách nào, vì Lam Y Nhân thật sự quá mê người. Kiều Tổng. Ta nghĩ, chúng ta cũng không cần ngươi đầu tư. Vương Tuệ Tuệ hít một hơi thật sâu, thật ra loại chuyện kia, nàng biết thường xuyên xảy ra trong vòng này, nhưng trực tiếp nói ra như thế thì không hợp lẽ thường lắm, đây là lần thứ nhất nàng gặp phải. Lưu Linh giống như nhẹ nhàng thở ra, mà nàng lại tiến bên tai Kiều Tổng, thấp giọng nói câu gì. Được, nếu ngươi có thể làm được thì đầu tư gấp bội. Kiều Tổng lập tức gật đầu, không, gấp ba. Kiều Tổng, ngươi nói phải giữ lời. Lưu Linh rất cao hứng, sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Lam Y Nhân, vị tiểu thư này, xưng hô như nào. Chồng, anh cảm thấy nàng ta có tư cách biết tên của ta không? Lam Y Nhân cười yêu mị với Hạ Thiên. Vợ tiểu y y, không nên nói chuyện với ma lem như vậy, không cẩn thận sẽ bị lây. Hạ Thiên nói rất chân thành. Vâng chồng, ta nghe lời anh. Lam Y Nhân yêu mị cười với Hạ Thiên, sau đó bẹp một tiếng, hôn một cái lên mặt hắn. Kiều Tổng kia thấy như thế thì ghen ghét nổi điên, đang muốn nói chuyện, Lưu Linh đó lại mở miệng trước. 100 vạn, Lưu Linh nhìn Lam Y Nhân, ta cho ngươi 100 vạn, ngươi lên lầu cùng với Kiều Tổng. Chồng sao hôm nay anh tốt tính như vậy chứ? Lam Y Nhân bĩu môi, sao anh còn chưa đánh người chứ? Ồ, vợ tiểu y y, hôm nay rất chán, xem một vài người quái dị biểu diễn trước. Hạ Thiên lười biếng nói, bây giờ hắn thật sự rất nhàm chán. 200 vạn, Lưu Linh có chút tức giận, nhưng lại lập tức tăng giá. Vợ tiểu y y, ma lem đó mặc dù rất xấu, nhưng lại rất biết làm ăn, tên ngu ngốc kia đầu tư cho nàng 1.000 vạn, gấp 3 chính là 3.000 vạn, sau đó nàng ta chỉ lấy ra 200 vạn, không phải là suy nghĩ hão huyền sao. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tốt lắm, 1.000 vạn, Lưu Linh lập tức tăng giá, mà nàng căn bản không có cân nhắc tới chuyện làm sao Hạ Thiên biết giá cả đấy của nàng. Được rồi. Vợ tiểu y y, mặc dù ta rất chán, nhưng không chịu được người xấu xí đó. Hạ Thiên đứng lên, chuẩn bị ra tay, nhưng lần này, Lam Y Nhân nhanh hơn hắn. Chát! Lam Y Nhân đứng dậy, tát một bà tai lên trên mặt Lưu Linh. Chồng, chuyện như vậy giao cho ta, đợi lát nữa anh đi đánh kẻ kia. Lam Y Nhân cười hì hì, miễn cho người khác nói anh khi dễ nữ nhân. Vợ tiểu y y, thật ra nàng không cần lo lắng. Ta chưa bao giờ sợ người khác nói ta khi dễ nữ nhân, ta thường xuyên đánh loại ma lem như thế lắm. Hạ Thiên đối với điều kia lại không hề để tâm. Biết rồi, nhưng ta muốn tự mình chơi. Lam Y Nhân nũng nịu. Ngươi thế mà dám đánh ta. Lưu Linh khó có thể tin được nhìn Lam Y Nhân. Chát! Lam Y Nhân lại tát một bạt tai.
mặc dù loại nữ nhân như người ta đã thấy rất nhiều, nhưng ta nhìn thấy kiểu người như ngươi thì sẽ muốn đánh. Lam Y Nhân hừ nhẹ một tiếng, ngươi có thể vì 1.000 vạn đã bán mình thì cho rằng người khác đều giống như ngươi. Nếu lui về 1 vạn bước, loại mặt hàng như ngươi chỉ có giá trị 1.000 vạn, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta chỉ trị giá 1.000 vạn. Rõ ràng suy nghĩ kia của Lam Y Nhân không có vấn đề gì cả, Lưu Linh kia thế mà không phản bác được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập.